Các bạn đã nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả Zipisa, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn đã like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Chương 103. Ủy khuất cầu toàn cho ai xem. Lực đạo của anh bỗng chốc trở nên càng nên thô cuồng. Cô đau đến toàn thân phát run, anh không chút để ý, điên cuồng mà tàn bạo giày vò cô, luôn giày vò đến chính mình kết thúc, sau đó liền khẩn cấp vội vã rời đi từ trên người cô. Anh nhìn cũng không nhìn cô một cái, trực tiếp xoay người, bước dài bước vào trong phòng tắm. Mùa hè trong phòng mở máy điều hòa, rời đi ôm ấp của thần sĩ nam, Trình Thanh Thông nhịn không được dùng mình một cái. Thân thể cô và anh giày vò đến đau đớn dữ dội, không dám thở mạnh nằm liệt ở trên giường một lúc lâu mới tỉnh lại. Cô kéo chăn mềm che đậy trên thân mình, nhẹ nhàng nghiêng thân cuộn tròn lên, lúc này mới cảm giác thân thể không khỏe, hơi giảm đi một chút. Trong phòng tắm không gián đoạn truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Trình Thính Thông biết thần sĩ nam đang tắm rửa, anh đây là muốn rửa đi mùi vị và nhiệt độ của cơ thể cô dính ở trên người anh sao? Ánh mắt Trình Thính Thông tối đi, không còn là gì ngoại trừ cái này, còn có khả năng khác sao? Phải biết anh muốn cô không thể khống chế được của anh. Di Nam lề mi anh lạnh bút vô tình trao phúng trả lời như vậy. Ở dưới tình huống như thế, anh cũng có thể bảo trì oán hận với cô. Cũng giống như là vừa rồi, anh vừa kết thúc, kích tình còn chưa hoàn toàn rút đi nên rời khỏi từ trên người cô. Anh nhanh chóng lùi đi như vậy, giống như cô chính là một công cụ phát tiết của anh. Trình Thanh Thông nhịn không được lại cuộn tròn thân thể một chút, nước mắt không khắc chế được lăn từ khóe mắt đến nền khăn trải giường. Chính xác là như vậy, trong cả quá trình anh muốn cô không mang theo một chút tình cảm, lực đạo càng mạnh càng giống như đang giày vò trả thù. Chẳng qua anh chỉ quá chán ghét cô mới sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất cho cô sỉ nhục thẳng thắn nhất. Nước mắt nơi khóe mắt Trình Thanh Thông chảy càng nhiều, và lúc cô sắp không khống chế được khóc ra tiếng, tiếng nước trong phòng tắm liền dừng lại. Cửa kéo ra, Tần Dĩ Nam đi ra từ trong phòng tắm. Trình Thanh Thông vội vàng cắn chặt tóc răn ổn định lại hô hấp, vừa lén lén nước mắt vừa vùi mặt ở trong chăn đệm, lặng lẽ giơ tay lên xoa xoa. Tóc Tần Dĩ Nam rất ngắn, cầm máy sấy đơn giản sấy hai cái nên đi về phía giường lớn. Theo bước chân anh tới gần, thân thể Trình Thanh Thông càng ngày càng căng chặt. Cô không dám đi nhìn Tần Dĩ Nam, dựa vào trực giác cô biết anh đang ngừng ở bên giường khoảng vài giây mới đưa tay ra giúp sức kéo mở chăn mềm hỗn loạn. Tần Dĩ Nam vừa kéo một cái, đệm chăn rộng 2 mét trực tiếp mở ra ở trên giường. Anh mở chăn mềm trống không ở nửa bên giường ra nằm lên, lúc đắp chăn tay đụng tới góc chăn có chút ướt. Tần Dĩ Nam nhăn mi tâm một chút, ngón tay vuốt ve ở phía trên, sau đó giống như là hiểu rõ cái gì, quay đầu đều nhìn về phía Trình Thanh Thông. Mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt của gian phòng, Tần Dĩ Nam liếc mắt liền nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Trình Thanh Thông. Cho dù cô gái cực lực muốn ngăn cản chính mình rơi lệ, nhưng đáy mắt vẫn tụ đầy hơi nước, nước mắt không chịu không chế, một giọt tiếp một giọt rơi xuống. Tim Tần Dĩ Nam giống như là bị vật gì đó hung hăng va chạm một chút, thân thể anh nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó vẻ mặt liền hơi sững sờ lên. Qua khoảng nửa phút, anh mới phản ứng được chính mình lại có thể thất thần. Hầu kết lăn lộn xuống 2 cái, khóe môi bỗng dưng kéo căng, sắc mặt chợt khó coi đến cực hạn. Trình Thanh Thông, cô khóc cái gì mà khóc? Không phải cô rất thích lên cửa bị người ngủ sao? Đưa lên cửa bị người ngủ, anh đang giễu cợt chuyện lúc trước cô vì đại bốt, thừa dịp anh say rượu trèo lên giường ngáy ngơ. Câu nói này nhìn giống như một con dao sắc, ở dưới tình huống Trình Thanh Thông không có phát hiện chút nào, liền đến lặng không một tiếng động xé ngực cô ra, sau đó lưỡi dao sắc bén hung hăng ghim vào trong trái tim tô, khiến máu tươi đầm đìa. Lúc trước cô là vô nghĩa phản cố vì người đàn ông mình ngưỡng mộ khi còn trẻ, dùng hết tất cả, nhưng chưa từng nghĩ đến lúc trước cô phấn đấu quên mình lại thành vũ khí giễu cợt của anh. Nhưng cô oán được ai? Đó là cô không oán hối, cam tâm tình nguyện đi làm, là cô có lỗi với anh trước, cho nên cô liền nhận lấy hậu quả. Đối mặt với sự khinh thường sỉ nhục của Tần Dĩ Nam, Trình Thanh Thông cắn cắn môi dưới, rũ mắt xuống, im lặng lên tiếng. Bộ dáng giống như là con dâu nhỏ bị khinh bỉ này của cô, chọc cho Tần Dĩ Nam càng trở nên táo bạo hơn, hùng chút lưu tình, lại lên tiếng chế nhạo cô. Thế nào, hẳn sẽ không quên lúc trước chính mình không biết xấu hổ cởi quần áo, treo lên giường của tôi như thế nào chứ? Nếu lúc trước cũng đã làm ra chuyện hạ tiện như vậy, hiện tại giờ vào một bộ dáng ủy khuất cầu toàn cho ai xem, muốn nhận được sự đồng tình của tôi sao? Trình Thanh Thông, cô tỉnh lại đi, cô cảm thấy tôi sẽ đồng tình với cô, nhiều nhất thì tôi cũng chỉ dùng cô để tiêu khiển và giải trí thôi. Thần Sĩ Nam nói đến đây, mưa cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần ác ý mở miệng nói tiếp.
Chẳng qua ngược lại cô cũng giống như vẫn còn chút ý tứ với tôi. Tôi cũng đã đối với cô như vậy. Vào lúc tôi chạm vào cô còn có thể trầm luôn ở trong đó, gọi tên tôi. Ha, thật chưa từng gặp qua người phụ nữ không biết xấu hổ như cô vậy. Tài chính thống bất giác nắm chặt đệm chăn, trong mắt muốn ngừng chảy xuống nước mắt, bỗng nhiên liền dừng lại. Cô sợ anh tiếp tục nói tiếp, còn người yết ắt đen nhánh đốn loạn chuyển mấy cái, liền run rẩy môi, nhỏ giọng mở miệng, giọng nói mang theo một chút đáng thương. Anh, ngày mai anh còn phải đi làm, sớm đi ngủ sớm một chút đi, tôi đi tới chỗ đó ngủ. Cô vội chỉ ghế sofa một chút, liền chuyển đến mép giường. Tần Dĩ Nam thật là cực kỳ hận Trình Thanh Thông, hận không thể nhìn cô đau không muốn sống cả đời, cho nên mỗi lần gặp cô, định nghĩ tất cả biện pháp nhục nhã cô. Nhưng sau khi biết thật nhục nhã được cô, đáy lòng của anh chẳng những không có chút xíu thoải mái, ngược lại càng trở nên thêm nổi giận. Anh thấy cử động cô luống cuống tay chân chuyển về phía mép giường, cực kỳ giận dữ, liền làm lấy cây gối khác, hung hăng ném xuống đất. Trình Thanh Thông bị cử động của anh làm cho kinh hãi đến dừng lại ở cạnh giường, động cũng không dám động một chút. Tần Dĩ Lam lạnh lẽo rét buốt nhìn lướt qua Trình Thanh Thông đang đứng cứng đờ bên giường, hung dữ mở miệng nói: "Không phải muốn đi ngủ ghế sofa sao? Cô đứng ở chỗ này làm gì? Chờ tôi mà câu lên giường à?" Trình Thanh Thông giống như là bị điện giật, nhanh chóng xông về phía ghế sofa, bước chân của cô rất hỗn loạn. Trên đường đi, khi đi qua cái gối bị anh ném, còn cúi người nhặt lên. Bỏ tới trước sofa, cô cũng không muốn buông gối ra, chỉ là ôm chặt vào trong ngực, nằm ở trên ghế sofa. Chiếc ghế sofa không lớn, chỉ dài 1m6, cô cuộn tròn ở phía trên, một đoàn nhỏ nhỏ lại có thể để chống ra một khoảng sân lớn. Cô không lấy chăn mềm, chỉ kéo một tấm mềm mỏng che lên người. Không biết là khóc hay đang lạnh, cách chăn mỏng, Tần Dĩ Lam nhìn thấy thân thể cô đang không ngừng run rẩy. Tần Dĩ Lam nhìn chằm chằm một màn kia, yên tĩnh nhìn một lát, tận môi lại luôn không hề nói gì, dùng sức kéo chăn lên một chút, che kín đầu ngủ tiếp đi. Sáng ngày hôm sau, lúc Trình Linh Thông tỉnh lại, Tần Dĩ Nam và mẹ Trình đã ngồi ăn ở phòng ăn, ăn bữa sáng. Tối qua khóc nhiều, mắt cô sưng lại, ra ngoài sợ mẹ Trình hỏi. Trình Linh Thông ở trong phòng rửa tay cầm lấy nước lạnh tẩm ướt khăn lông, đắp mặt rất lâu, còn trang điểm mắt đậm một chút, đeo lên cặp kính mắt, mới ra khỏi phòng ngủ. Tần Dĩ Nam đã ra cửa đi làm, Trình Linh Thông ăn bữa sáng, giúp mẹ thu dọn xong bằng ăn, sau đó cùng mẹ ra cửa. Đây là lần thứ hai mẹ tới Bắc Kinh sau khi Trình Thanh Thông tới Bắc Kinh. Lần đầu tiên là bởi vì hôn sự của cô và Tần Dĩ Nam, lúc đó mọi người đều đang chuẩn bị đế cưới. Trình Thanh Thông không thể dẫn mẹ đi chơi thật tốt. Lần này mẹ tới đây, Trình Thanh Thông đã sắp xếp trước, cô trước mang mẹ đi cố cung. Thẳng đến 2 giờ chiều mới đi ra từ cố cung, sau đó cô mang mẹ đi ăn vịt quay Bắc Kinh. Buổi chiều đi dạo ở Vương Thủ Lĩnh, mãi cho đến 5 giờ, hai người mới trở về nhà. Sau khi Trình Thanh Thông đặt quần áo mua cho mẹ và ba ở trong phòng khách, đi theo mẹ đến siêu thị gần đó mua một ít thức ăn trở về, rồi giúp mẹ bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vừa chuẩn bị bữa tối không lâu lắm, Tần Dĩ Nam liền tan tầm trở về nhà. Ở trước mặt mẹ, Tần Dĩ Nam luôn là bộ dáng tôn kính hiếu thuận. Anh thấy mẹ Trình đang bận rộn ở trong phòng bếp, liền để chìa khóa xe xuống, về phòng đổi một thân quần áo thoải mái, rửa tay một chút, liền vào trong phòng bếp giúp rửa rau, vừa cắt rau. Phòng bếp vốn không lớn, bên trong chen ba người, không gian có vẻ càng nhỏ đi một chút. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Trình Thanh Thông tận lực cách xa Tần Dĩ Nam. Mặc dù như thế, cô vẫn thường sẽ đụng chạm đến Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, nhưng nhẹ nhàng ung dung trên mặt Trình Thanh Thông lại dần dần có chút chống đỡ không được. Cô sợ còn ở trong phòng bếp sẽ lộ ra dấu vết, nên mềm tung tung một cái cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi phòng bếp. Một mình Trình Thanh Thông đứng ở trong phòng khách, có thể nghe thấy các loại tiếng chuyển tới ở trong phòng bếp. Thanh âm máy hút khói, thanh âm cắt rau, tiếng nước chảy ào ào, tiếng cười vui vẻ của mẹ, còn có Tần Dĩ Nam mở miệng gọi một tiếng mẹ rất tự nhiên. Bầu không khí rõ ràng rất tốt, nhưng Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm dần trở nên tối đen bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt ngược lại, càng lúc càng mờ mịt. "Thanh Thông, con đứng ngốc ở trước cửa sổ làm cái gì vậy? Con không qua đây bưng thức ăn." Cửa phòng bếp bị kéo ra, bên trong chuyển tới tiếng la của mẹ Trình. Trình Thanh Thông vội vàng thu hồi tinh thần, vâng một tiếng, đối diện cửa sổ điều chỉnh tốt vẻ mặt, mới xoay người, cho nụ cười không có sơ hở, đi đến phòng bếp. Rõ ràng là mẹ Trình muốn nấu cơm cho Tần Dĩ Nam, kết quả lại đổi thành Tần Dĩ Nam đang xảo rau. Mẹ Trình vừa nhìn thấy Trình Thanh Thông đi vào, liền đưa thức ăn đã múc xong cho Trình Thanh Thông, ra hiệu cho cô đặt lên bàn ăn. Chỉ có ba người, bữa tối lại chuẩn bị cực kỳ thịnh soạn, 5 món ăn, 1 canh. Mẹ và Trình Thanh Thông ngồi trước bàn ăn, chờ tới khi Tần Dĩ Nam bưng một món ăn cuối cùng đến trước bàn ăn, mẹ Trình lập tức nói Tần Dĩ Nam nhanh chóng ngồi xuống, sau đó nói với Trình Thanh Thông: "Thanh Thông múc canh đi." "Để con."
Tần Di Nam giành trước một bước lấy cái vái trong nồi canh, sau đó liền đưa một tay khác ra đi lấy chén. Vào lúc mẹ phân phó, Trình Thanh Thông đã duỗi tay về phía bát sứ. Tay Tần Di Nam không nghiêng không lệch đặt ở trên tay cô. Trình Thanh Thông giống như là bị điện giật, tay hung hăng run rẩy một chút, bất giác liền buông bát ra. May mà Tần Di Nam phản ứng nhanh hơn cô, dù là nâng bát sứ mới tránh được chuyện rơi xuống đất. Mẹ Trình ngồi một bên nhìn thấy một màn này, cho rằng Trình Thanh Thông không cầm chắc bát, nhưng không được liền lạnh lên. Thanh Thông còn nghĩ cái gì vậy? Cầm cái bát cũng không cầm được. Trình Thanh Thông áp chế dao động nơi đáy lòng, giống như muốn làm nũng nịu bĩu môi với mẹ Trình. Tần Di Nam múc xong một chén canh, dùng hai tay bưng lên đặt ở trước mẹ Trình. Mẹ Trình chuyển tầm mắt từ trên người Trình Thanh Thông đến trên mặt Tần Di Nam, cười khanh khách mở miệng nói: Thanh Thông đứa bé này cứ trẻ con như vậy, chân tay vụng về, gây cho con không ít phiền toái rồi đúng không? Tần Di Nam cười lắc lắc đầu, tiếp tục múc một chén canh, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Trình Thanh Thông, tiếp lời nói của mẹ Trình: Cô gái ngốc một chút cũng rất tốt, chọc cho người ta thích. Mẹ Trình nhất thời vui vẻ ra mặt: Di Nam, Thanh Thông con bé này sớm muộn gì cũng sẽ bị con làm hư. Tần Di Nam chỉ cười không nói, múc cho mình thêm một chén canh ngồi xuống. Sau khi bưng uống một ngụm, nhìn thấy Trình Thanh Thông đứng lên. Lúc được mẹ Trình dặn dò múc canh, vẫn còn đang đứng bất động, mi tâm nhíu lại một chút, ôn hòa mở miệng nói: Thanh Thông, sao em vẫn còn đứng? Ngồi xuống cơm đi. Thanh Thông, anh gọi cô là Thanh Thông. Trình Thanh Thông phản xạ điều kiện nhìn về phía Tần Di Nam, biểu tình trên mặt người đã đông một mảnh dịu dàng, nhưng ánh mắt của anh lại không có nhìn cô. Cô thật đần độn, biết rõ lúc anh ở trước mặt mẹ cô luôn là biểu diễn rất hoàn mỹ, cô lại còn tim đập tình thịch vào một khoảnh khắc anh gọi cô là Thanh Thông. Trình Thanh Thông áp chế mất mát nơi đáy lòng, nỗ lực duy trì vẻ tự nhiên trên mặt, ngồi xuống. Cô nhanh chóng cúi đầu uống một ngụm canh, mùi vị rất quen thuộc. Ở trong thời gian cô mang thai, sảy thai, anh đã bồi bổ thân thể cho cô, mỗi ngày đều sẽ thay đổi biện pháp nấu canh cho cô uống. Lúc đó cô gả cho anh đã biết nấu cơm, nhanh sẽ không nấu canh nhiều, đoán chừng là sợ cô uống nhiều, liền mua rất nhiều thực đơn canh dinh dưỡng về, mỗi ngày đều sẽ rút ra một thời gian học tập ghi chép. Mỗi một dạng canh anh nấu cho cô đều cô thích uống chính là canh gà anh nấu hôm nay. Anh cũng biết cô thích uống. Có một lúc, mỗi ngày đều sẽ nấu cho cô loại mùi vị kia, cô quen thuộc đến thâm nhập xương tủy, dù là mấy tháng không có uống, lúc này uống lại, cô vẫn một ngụm liền biết canh này xuất phát từ tay anh. Trong cổ họng Trình Thanh Thông giống như là bị thứ gì đó chặn lại, ngậm canh trong miệng, làm thế nào cũng không nuốt xuống trôi. Mặt cô chua xót lợi hại, đầu ngón tay bưng chén canh cũng lại nhẹ nhàng run rẩy lên theo. Cũng khó trách anh sẽ hận cô như vậy, anh đã từng là chân tâm thật ý đối tốt với cô. Ban đầu là cô lãng phí tốt đẹp của anh. Giống như tối qua ăn cơm ở Kim Lăng, mẹ Trình và Tần Dĩ Nam luôn tán gẫu không ngừng. Trình Thanh Thông luôn bảo trì mỉm cười, chỉ là ngẫu nhiên thêm vào một hai đề tài. Tivi trong phòng khách đang bật, lúc cơm sắp xong, trong tivi chuyển tới quảng cáo về tã giấy trẻ con. Lúc đó đúng lúc không một ai nói chuyện, tiếng cười bé cưng người trong phòng có vẻ đặc biệt đột ngột. Mẹ Trình quay đầu, nhìn về phía tivi, đứa bé mập mạp mũm mĩm ở bên trong, bò qua bò lại, cười đến đặc biệt sán lạn. Bà bỗng dưng nhìn than thở một tiếng, có chút tiếc nuối và xin lỗi mở miệng với Tần Dĩ Nam: Dĩ Nam, thật ra có mấy lời mẹ muốn nói với con, chỉ sợ là đâm vào chỗ thương tâm của con, vẫn luôn kìm nén, không mở miệng. Mẹ Trình dừng một chút, lại than thở một tiếng mới nói tiếp: Hey, lúc trước Thanh Thông nó không cẩn thận té ngã ở trong công ty, ngã mất đứa bé, không phải là nó cố tình. Phụ nữ mang thai lần đầu tiên, bởi vì không có kinh nghiệm, có chút khó tránh khỏi sơ suất. Hey, mẹ biết là mẹ của Thanh Thông sẽ nghiêng về con của mình một chút, nhưng không có đứa bé, nó cũng sẽ rất khó chịu, con đừng trách nó. Thật ra mẹ rất luôn sợ con trách nó. Trình Thanh Thông nghe lời của nói của mẹ, đầu không nhịn được cúi thấp xuống. Cô dùng sức nắm đũa, liều mạng khống chế xúc động hận không thể đứng lên, tông cửa xông ra của mình. Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, âm mưu lúc trước của cô lại khiến cho mẹ bận tâm vì cô như vậy. Trong phòng an tĩnh khoảng nửa phút, Tần Di Nam mới mở miệng, ngữ khí vẫn là loại âm điệu ôn nhu như nước kia: Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Sao con có thể trách Thanh Thông? Là con không tốt, con nên phải bồi ở bên cạnh cô ấy. Thật ra cuối cô thai, con lên làm phải để cho cô ấy không đi làm, ở trong nhà nghỉ ngơi. Nghe những lời nói kia của Tần Di Nam, Trình Thanh Thông cảm giác mặt mình đều đã nóng dần lên. Con có thể nghĩ như vậy, mẹ liền yên tâm. Ngữ khí của mẹ Trình nhẹ nhàng một chút: Chẳng qua là hai con còn trẻ, cố gắng nỗ lực vẫn sẽ có đứa bé. Đợi lần sau Thanh Thông có thai, dù sao hiện tại mẹ đã về hưu, rảnh không có việc gì, mẹ sẽ tới chăm sóc cho nó. Tần Di Nam cười không chút giả dối: Được rồi, mẹ tới chăm sóc, vậy thì thật là không có gì tốt hơn. Mẹ Trình cũng cười ra tiếng theo, không khí trong phòng lại hòa hoãn xuống.
Người già khó tránh nói nhiều, rõ ràng còn chưa mang thai, mẹ Trinh lại nhảy nói với Tần Dĩ Nam một ít đồ cần chuẩn bị và chú ý về trẻ con. Tần Dĩ Nam không có chút xíu thiếu kiên nhẫn mà lại khiêm tốn phối hợp tán gẫu với mẹ Trinh. Mãi cho đến khi cơm nước xong, lúc mẹ Trinh thu dọn bàn ăn, bỗng nhiên Dũng như là nghĩ đến cái gì, dặn dò Trình Thanh Thông thu dọn chén đĩa, đứng lên, trở về phòng ngủ của mình đang ở kia. Nhắc từ đứa bé không thể nghi ngờ bà đã kéo chuyện của Trình Thanh Thông đã từng đùa dẫn xoay quanh Tần Dĩ Nam ra ngoài. Mẹ Trình vừa rời đi, nụ cười trên mặt Tần Dĩ Nam liền biến mất sạch sẽ, thậm chí hơi thở tỏa ra quanh thân anh cũng đều trở nên hơi đông lạnh. Trình Thanh Thông khẩn trương không dám thở mạnh một chút, cẩn thận dè dặt thu dọn chén đũa. Lúc cô ôm đĩa đi vào trong phòng bếp, mẹ Trình đi ra từ trong phòng ngủ, trong tay cầm một cái túi rất cao cấp. Trình Thanh Thông không đóng cửa phòng bếp, mở vòi nước ra. Lúc rửa đĩa nghe thấy mẹ Trình nói với Tần Dĩ Nam: "Dĩ Nam, đây là một chút tâm ý của mẹ và ba con tặng cho con đừng ghét bỏ." "Mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Đồ ba mẹ cho con, sao con có thể ghét bỏ? Lại nói là phải con mua đồ cho ba mẹ con, đâu để cho hai người mua đồ cho con chứ?" "Sao lại không thể mua? Con cưới Thanh Thông nhà chúng ta chính là con trai của mẹ và ba con, đối với con của mình có gì mà luyến tiếc chứ?" "Dĩ Nam, mẹ và ba con không ở Bắc Kinh, Thanh Thông toàn là dựa vào sự chăm sóc của con, nếu có cái gì mà không đúng, con liền bao dung một chút nha." Trình Thanh Thông không đi nghe mẹ Trình và Tần Dĩ Nam tiếp tục tán gẫu nữa, chỉ cúi đầu vừa rửa chén, nước mắt vừa lách tách rơi xuống. Lúc Trình Thanh Thông đi ra từ trong phòng bếp, Tần Dĩ Nam đã không còn ở trong phòng khách. Mẹ Trình ngồi trên ghế sofa xem tivi. Lúc Trình Thanh Thông ngồi xuống trên ghế sofa theo mẹ Trình thêm tivi, chú ý đến cửa phòng sách chưa hoàn toàn đóng kín, có ánh đèn sáng ngời truyền ra. Ở trong quá trình quảng cáo giữa phim truyền hình, mẹ Trình đi phòng ăn cắt một ít trái cây, đựng lên hai cái đĩa, đưa một cái trong đó cho Trình Thanh Thông, ra hiệu cho cô đi đưa cho Tần Dĩ Nam. Thật ra Trình Thanh Thông có chút sợ cô độc đối mặt với Tần Dĩ Nam, nhưng cô lại sợ mẹ nhìn ra chút manh mối, chỉ có thể giả vờ thành người giống như không có chuyện gì, lấy đĩa đựng hoa trái cây, đứng lên, đi về phía phòng sách. Cô nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một tiếng mời vào. Đẩy cửa ra, Trình Thanh Thông nghe thấy giọng nói của Tần Dĩ Nam trầm thấp truyền tới từ bên ban công phòng sách: "Thật sự rất xin lỗi, tôi vốn là tối nay muốn tham gia bữa tiệc, nhưng bởi vì tạm thời có việc không thể đi, hôm nào tôi nhất định sẽ mời anh ăn cơm." "Ừ, được, cứ như vậy, gặp lại sau nha." Tần Dĩ Nam cúp điện thoại, nhưng đầu nhìn lướt qua vào trong phòng, nhìn thấy Trình Thanh Thông cũng không nói một câu, liền nhanh chóng rút tầm mắt nhấn ở trên điện thoại di động vài cái, lại gọi một cú điện thoại ra ngoài. "Không phải giấy chiều hôm nay có cuộc họp chưa kịp mở sao? Anh sắp xếp buổi sáng ngày mai. Còn có mấy phần tư liệu tôi chưa xem xong, lát nữa anh gửi tới mail cho tôi một chút. Bây giờ tôi xem." Trình Thanh Thông nhẹ nhàng đặt đĩa đựng trái cây trên bàn viết, nên rơi khỏi phòng sách của Tần Dĩ Nam. Cô vừa đóng cửa lại, còn chưa hoàn toàn đóng kín, nghe thấy Tần Dĩ Nam ở trong phòng, hạ thấp giọng nói, giống như là sợ bị người nghe thấy, nói trong điện thoại: "Mấy ngày gần đây có chút không tiền, tạm thời cứ chuyển công việc của tôi ra sau đi." Ngón tay nắm cửa của Trình Thanh Thông hơi gia tăng một chút sức lực. Tần Dĩ Nam là bởi vì mẹ cô tới cho nên mới trì hoãn rất nhiều công việc sao? Công ty của anh vừa mới mở không lâu, rất nhiều khách hàng vẫn chưa duy trì ổn định. Vừa rồi cô đi vào, anh chính đang nói xin lỗi với khách hàng đã hẹn ăn trong đêm nay ư? Trình Thanh Thông nhẹ nhàng mím môi một chút, dừng ở cửa một lát, nên trở về đến ghế sofa tiếp tục xem tivi với mẹ. Mẹ Trình có thói quen ngủ sớm dậy sớm, không giống Trình Thanh Thông và Tần Dĩ Nam có thể thức đêm. 9:30 hết phim truyền hình mẹ Trình theo dõi vừa kết thúc, bà lập tức đứng dậy trở về phòng ngủ. Trình Thanh Thông thừa dịp mẹ Trình tắm rửa, đi vào trong phòng bếp hâm nóng một ly sữa tươi. Trong quá trình giờ sữa thăng nhiệt nhộ, Trình Thanh Thông nhấn mở điện thoại di động, đặt hai phiếu suối nước nóng. Lúc Trình Thanh Thông bưng sữa tươi đi ra phòng ngủ của mẹ Trình vừa tắm rửa xong, đi ra từ trong phòng tắm. Trình Thanh Thông lấy máy sấy, chiếc sấy tô khóc cho mẹ, sau đó mới lơ ly sữa tươi cho mẹ Trình. "Mẹ, ngày mai chúng ta không đi Diêu Hòa Viên." "Hả?" Mẹ Trình đút ngụm sữa tươi, có chút nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Thông. Tần Dĩ Nam trở về phòng ngủ lấy tư liệu, sau khi đi ra khỏi phòng sách, đúng lúc đi ngang qua phòng ngủ phụ. Cửa phòng phụ ngủ phụ không khóa, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của Trình Thanh Thông chuyển ra từ bên trong: "Dĩ Nam có người bạn mở một thôn ở suối nước nóng, nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành, cho Dĩ Nam hai tấm vé vào cửa suối nước nóng. Vừa rồi lúc con đưa đĩa trái cây cho anh Dĩ Nam, anh ấy đưa cho con. Ngày mai chúng ta đi vùng ngoại thành ngâm nước nóng đi, không khí phong cảnh bên đó đều rất tốt, chúng ta có thể ở chỗ đấy 2 ngày rồi trở về." "Vậy Dĩ Nam thì sao, nó không đi sao?" "Anh ấy không đi được." Theo câu trả lời của Trình Thanh Thông, bước chân của Tần Dĩ Nam ngừng lại ở cửa phòng ngủ.
Xuyên qua cửa khép kín, anh nhìn thấy Trình Thanh Thông dùng vẻ mặt xin lỗi nói với mẹ Trình. Mẹ, Di Nam bảo con nói với mẹ là anh ấy rất xin lỗi. Mẹ tới Bắc Kinh anh ấy bởi vì công việc thật sự quá bận, không thể mỗi ngày bồi mẹ. Mẹ Trình cười mở miệng. Di Nam, cái đứa bé này thật là quá hiểu chuyện. Mẹ tới Bắc Kinh là muốn thăm các con, lại không phải tới gây phiền phái cho các con. Nó cứ bận việc của nó, con bồi mẹ đâu được rồi. Trình Thanh Thông nghe được những lời này, nhất thời nở nụ cười, nhận thấy ly thủy tinh mẹ Trình đã uống xong. Thời gian cũng không còn sớm, mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi sớm một chút. Theo hai mẹ con vào trong phòng đứng lên từ trên ghế sofa, Thần Dĩ Nam cúi khép mi mắt, nhanh chóng cất bước rời đi. Trình Thanh Thông chờ sau khi mẹ Trình nằm xuống, giúp bà tắt đèn, mới đi ra từ trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay khép cửa. Cô bất giác nhìn chăm chú vào phía phòng sách, cửa mở, đèn sáng, sợ là Thần Dĩ Nam còn bận rộn ở bên trong. Trình Thanh Thông đứng một lát, không tiến lên phía trước, cũng không dám đi lên phía trước quấy rầy Thần Dĩ Nam, xoay người yên lặng đi vào trong phòng ngủ chính. Đẩy cửa ra, Trình Thanh Thông vừa nhìn thấy được Thần Dĩ Nam dựa ở trên đầu giường, xem văn kiện. Trình Thanh Thông vốn cho rằng anh ở trong phòng khách, bị soạn đến sững sờ, đứng sững ở cửa vài giây, nhìn tới người đàn ông tập trung tinh thần nhìn chăm chăm văn kiện, từ đầu đến cuối không có một chút dấu vết chú ý đến cô. Lúc này cô mới lặng lẽ bước tới một bước vào trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, trực tiếp cúi đầu đi nhà vệ sinh. Lúc Trình Thanh Thông tắm rửa xong đi xa, Thần Dĩ Nam để văn kiện xuống, bưng một tách trà nóng đứng ở trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đèn đuốc vạn nhà sáng bên ngoài cửa sổ, đang thưởng thức. Thần Dĩ Nam đúng lúc đưa lưng về phía Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông ngồi trên ghế sofa lớn, lớn gan quan sát Thần Dĩ Nam. Chỉ là vài tháng ngắn ngủi không gặp, anh toàn nhìn vốn như thành thục lỗi lếm hơn trước đây rất nhiều. Cho dù rất nhiều khi anh vẫn là bộ dáng ôn hòa thân thiết kia, nhưng trên trán lại nhiều thêm một chút kiên quyết vô hình. Loại kiên quyết kia khiến cho anh càng có vẻ ý nhị, khiến người mê muội. Tuy rằng cô không đi làm ở xí nghiệp, nhưng vẫn ngẫu nhiên sẽ từ một cái vòng WeChat thương trường đã thêm vào lúc trước, biết được một ít tình hình gần đây của anh. Công ty của anh vừa bất cất bước nhưng phát triển rất tốt. Qua thêm 1-2 năm, sợ là anh cũng sẽ trở thành tân quý trong vòng thương nhân của thủ đô. Đến lúc đó, cô và anh liền càng không ở trong một thế giới. Có lẽ cô sẽ ngưỡng mộ anh giống như đã từng ngưỡng mộ đại bốt. Tần Di Nam đứng trước cửa sổ sát đất, bỗng nhiên xoay người lại, tầm mắt của anh không nghiêng không lệch. Lên đối diện tầm mắt của Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông vội giật mình, vội cúi đầu xuống, giữ tầm mắt ở trên đầu gối của mình. Anh phát giác cô đang nhìn anh chăm chú sao? Trình Thanh Thông bất an nắm chặt vạt áo, cảm giác được bước chân của người đàn ông dần dần tới gần, cuối cùng ngừng ở bên cạnh cô. Trình Thanh Thông khẩn trương đến hô hấp đều ngừng lại, người đàn ông hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt cái tách ở trên bàn trà trước mặt cô, sau đó đứng lên, đứng cạnh cô, chậm chạp không đi. Trong lòng bàn tay Trình Thanh Thông phủ kín mồ hôi, cô lau lau lên vạt áo, nhịn không được dư qua khóe mắt, lén lén liếc nhìn Tần Dĩ Nam một cái. Tần Dĩ Nam đang cúi đầu chơi điện thoại di động, vào lúc tầm mắt Trình Thanh Thông lít trộm tới, chuẩn xác không sai một tiếng, nghiêng đầu một cái, lại bắt quả tang ánh mắt cô lần nữa. Trình Thanh Thông bị dọa đến ngón tay run rẩy, ánh mắt liền thu trở về. Tần Dĩ Nam đứng bên cạnh cô chậm chạp không hề rời đi. Cô không dám lại đi nhìn lén anh, cô không biết tầm mắt của anh có đang nhìn chằm chằm cô hay đang nhìn về phía điện thoại di động. Trong phòng rất an tĩnh, không khí lại có lúc lúng túng đến cực hạn. Trình Thanh Thông trở nên hơi cứng, đứng ngồi không yên. Và lúc cô sắp không chịu nổi, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, làm ra vẻ chấn định gật đầu, nhìn thoáng qua Tần Dĩ Nam, nhẹ giọng mở miệng. Cái đó... Anh đối mặt với lời nói của cô, mặt mày không có chút đáp lại, hơi rũ mí mắt, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Ngày mai tôi và mẹ tôi đi vùng ngoại thành tắm suối nước nóng, có thể sẽ không trở lại trong 2 đêm. Trình Thanh Thông mở miệng, giọng nói trong phòng an tĩnh, có vẻ đặc biệt đột ngột. Thật ra vốn an bài ngày mai đi theo mẹ đi di hỏi viên, chỉ là buổi tối cô sự theo mẹ dặn dò, đi đưa bưng chữa hoa quả cho anh, nghe được anh chỉ hoãn công việc, cô mới tạm thời quyết định cùng mẹ đi vùng ngoại thành chơi 2 ngày để tránh chậm trễ công việc của anh. Cho nên anh có thể bận chuyện của mình, không cần phải để ý chúng tôi. Cô không biết rốt cuộc Tần Sĩ Nam có nghe lời cô nói hay không, cô nói đến một lửa, lúng túng ngừng lại, cắn cắn môi dưới mới tiếp tục nói tiếp. Mẹ tôi đã đặt vé máy bay bay về nhà vào thứ tư tuần sau, ở vùng ngoại thành 2 ngày, sau khi trở về, cũng chỉ còn lại thời gian 3 ngày. Mặt mày nhìn chăm chú mình màn hình điện thoại di động của Thần Dĩ Nam, hơi ngừng trẻ, khóe môi anh rất lơ đãng kéo căng một chút, trong đầu óc hiện lên những cảnh đối thoại của anh vừa nghe được ở trong phòng ngủ phụ. Lúc đó anh còn cho rằng cô là vì để mẹ cô cảm thấy anh đối với cô rất tốt, cố ý diễn trò, đáy lòng còn cười nhạo dối trá của cô. Dù sao anh và cô đã ly hôn, hiện tại có thể giấu được nhất thời, nhưng không thể giấu được một đời.
Hiện tại cô khiến cho mẹ cô vui vẻ bao nhiêu, tương lai sẽ khiến cho mẹ cô khổ sở bấy nhiêu. Hiện tại mới biết Hóa Giải đã nhầm. Cô không phải diễn kịch cho mẹ cô xem, mà là vì không muốn quấy rầy anh. Cô vẫn suy nghĩ đủ cho anh. Tần Di Nam đúng là rất bẩn, bởi vì có thể bồi mẹ Trình. Ban ngày đừng nói là thời gian nghỉ ngơi, anh đến thời gian uống ngụm nước cũng cần phải sắp xếp ra. Cho nên cô có thể suy tính cho anh như vậy, anh muốn nên rất vui vẻ. Nhưng Tần Di Nam không hiểu nổi vì sao đáy màu mình lại trở nên đặc biệt buồn phiền khó chịu. Bên phía mẹ tôi sẽ nghĩ biện pháp chu toàn. Ngày cuối cùng lúc bà đi, anh đi tiễn bà là được rồi. Theo lời nói của tri thức hiểu lễ nghĩa của Trình Thanh Thông, ngực Tần Di Nam càng trở nên tắc nghẽn. Những lúc khác anh đại khái có thể bận việc của mình, không cần phải để ý đến tôi và mẹ tôi. Cô cho rằng tôi muốn để ý sao? Tần Di Nam đột nhiên thu điện thoại di động về, tầm mắt lạnh lẽo rét buốt bắn về phía Trình Thanh Thông. Đừng quên, lúc trước là cô tự mình chạy đến công ty cầu xin tôi chỉ làm tốt chuyện đã đáp ứng mà thôi. Trình Thanh Thông bị hung khiển trách của anh nằm trong rừng giọng nói, ngơ ngẩn nhìn anh, ánh mắt trở nên hơi mờ mịt. Cô rõ ràng đang suy nghĩ cho anh lại vẫn thái độ hung dữ mà nói như vậy. Có phải là cô làm cái gì đều là sai không? Đáy mắt Trình Thanh Thông trở nên hơi chua xót, mà lúc sương mù sắp biến thành nước mắt. Trình Thanh Thông nhanh chóng rũ mắt xuống, vừa mới chuẩn bị xoay đầu từ hướng Tần Di Nam sang chỗ khác, người đàn ông bỗng nhiên đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cô, đem cô kéo từ trên ghế sofa. Động tác đột ngột của anh khiến cho cô bị kích động, nâng mí mắt nhìn anh một cái, tầm mắt mang theo khiếp đảm. Cô còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của anh liền trở tay ném cô lên giường, sau đó cả người anh liền theo sát đè lên. Trọng lượng của anh đè ép cô tới mức gần như không thể thở nổi. Bởi vì có kinh nghiệm tối hôm qua, Trình Thanh Thông mơ hồ biết sau đó Tần Dĩ Nam muốn làm gì. Chỉ là cô còn chưa kịp làm ra phản ứng, áo ngủ trên người cô liền bị anh xé thành mảnh vụn, ném xuống đất. Đêm nay anh còn muốn tàn bạo hơn cả tối qua. Tối hôm qua tuy rằng anh không ôn nhu, nhưng anh lại từng hôn ra thịt của cô, có chút khúc nhạc dạo đầu. Mà đêm nay anh không làm gì, sau khi xé nát quần áo cản trở của cô, liền đè lên bờ vai cô, hung hăng chạy thẳng vào chủ đề. Rõ ràng giống như bị xé rách, đau đớn khiến cho đầu óc Trình Thanh Thông lờ mờ rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Anh vững chắc đè ép thân thể của cô, khiến cho cô không cách nào nhúc nhích. Động tác của anh thô lỗ, khiến cho cô giống như chịu hình phạt trong địa ngục, đau đến không muốn sống. Loại chiếm hữu giống như đày đọa và trừng phạt này khiến cho đáy lòng Trình Thanh Thông lạnh lẽo thành một mảnh. Cô nắm chặt khăn trải giường, cắn chặt hàm răng chịu đựng, luôn không để cho chính mình phát ra một chút tiếng vang bởi vì đau đớn. Đến cuối cùng, Trình Thanh Thông thật sự đau không chịu nổi, liền yên lặng đếm số ở dưới đáy lòng. Nhưng mỗi khi cô đếm tới 99, cô liền sẽ mau đếm toàn thân co rút, thở dốc một hơi, sau đó lần nữa trở lại một. Cô không biết rốt cuộc mình đến tới 99 lần thứ bao nhiêu, rốt cuộc anh cũng ngừng lại. Lại giống như tối qua, anh rất nhanh liền rời khỏi từ trên người cô. Thân thể Trình Thanh Thông cứng đờ qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Đêm nay anh không giống như tối qua đi nhà vệ sinh tắm rửa, mà nằm yên tĩnh ở một bên nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trình Thanh Thông rất mệt mỏi, cô thật xuống mặt nề ngủ thiếp đi như vậy, nhưng cô biết anh không thích cô. Cô cố gắng gượng thân thể bò dậy từ trên giường, sau đó kéo gối muốn xuống giường đi đến ghế sofa. Động tĩnh của cô ồn ào đến anh quay đầu có chút không hiểu nhìn về phía cô. Qua khoảng nửa phút, anh giống như là hiểu rõ cái gì, đáy mắt có một chút lệ khí chợt lóe lên. Một giây sau lại hung hăng nắm lấy cổ tay cô, lần nữa hung hăng để ép cô ở dưới thân thể, không phân tốt xấu lại giày vò lên. Anh giày vò còn bốn hung ác lên lần vừa rồi, thậm chí còn dùng rất nhiều kiểu. Đến cuối cùng, thân thể cô đều luôn đang co rúm phát run, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng kêu ra một tiếng lần nào. An tĩnh của cô khiến cho anh không hiểu sao lại nổi giận, ra tay càng nặng hơn. Thẳng đến khi kết thúc, anh dùng sức đẩy cô từ trong lòng đến mép giường, liền xuống giường đi vào tắm. Tần Dĩ Nam mở vòi nước, lúc mới chuẩn bị đi vào tắm gội dưới vòi sen, phát hiện trên người mình có máu. Anh nhíu mày xuyên qua gương, nhìn thân thể của mình một vòng. Anh không bị thương, máu đó là... Là anh ra tay quá nặng, làm cô bị thương sao? Tần Dĩ Nam sững sờ ra ở trong phòng tắm, liền rút khăn tắm, đắp lên người, đi ra khỏi phòng tắm. Lúc anh rời đi, Trình Thanh Thông vốn nằm yếu ớt ở trên giường đã bò xuống từ trên giường, cuộn tròn ở trên ghế sofa. Khăn trải giường trên giường lớn rất nhăn nheo, đệm trắng tinh, có một màu máu đỏ. Quả nhiên là máu của cô, nơi đó của cô bị anh làm ra máu. Tần Dĩ Nam bất giác đi về phía Trình Thanh Thông, lên ghế sofa, anh muốn kiểm tra vết thương của cô một chút. Anh vừa ngồi xổm xuống trước mặt cô, đưa tay ra còn chưa chạm vào cô liền giống như là nhìn thấy dã thú rất đáng sợ. Ôm tấm mềm mỏng manh, hung hăng cuộn tròn thân thể vào trong ghế sofa một chút.
Toàn thân cô run đến lợi hại, mắt ướn sũng nhìn anh chằm chằm, tràn ngập phòng bị. Tay vừa đến một nửa của Tần Sĩ Nam bỗng nhiên dừng lại. Anh cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông một lúc lâu, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, rút tay trở về. Sau đó nhanh chóng đứng lên, dùng giọng nói lãnh đạm, ném một câu: "Nhớ uống thuốc, đừng mang thai đứa bé. Tôi không muốn bị người ta dùng giờ thêm nghiệm mang thai, bức phải chịu trách nhiệm lần thứ hai." Dư quang khóe mắt của anh rõ ràng nhìn thấy khi Trình Thanh Thông nghe thấy những câu nói này của anh, thân thể run cầm cập một chút, sắc mặt trắng còn hơn cả trần nhà. Anh không biết có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không, lại phát hiện được ngực của mình hung hăng co rút đau một cái. Loại cảm giác này khiến cho anh xa lạ và kích động. Anh không có dừng lại chút nào, liền dẫm chân bọt vào trong phòng tắm, mở nước lạnh, tắm rửa thân thể. Lúc đi ra, Tần Sĩ Nam tắm rửa xong, Trình Thanh Thông nằm ở trên ghế sofa cực kỳ an tĩnh, giống như đang ngủ say. Tần Sĩ Nam đứng trước ghế sofa không xa, nhìn chòng chọc dung nhan của cô ngủ một lát, có một loại xúc động thúc đẩy anh đi lên trước, ôm tới, để lại trên giường. Thậm chí anh cũng bước lên một bước về phía sofa, nhưng cũng chỉ là một bước, anh liền ngừng lại, sau đó xoay người đi đến giường, nằm lên. Đêm đã khuya, ban đêm rất yên tĩnh, Tần Sĩ Nam nghe tiếng vang kim đồng hồ trên vách tường, không có chút xíu buồn ngủ. Mãi cho đến sáng sớm anh mới mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp đi. Ngủ chưa bao lâu, anh muốn đi toilet, mở to mắt chưa đứng dậy liền nhìn thấy Trình Thanh Thông chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, ôm tấm chăn mỏng ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, nhìn chăm chăm một mảnh bầu trời vẫn còn đen nhánh bên ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn nhìn. Anh bỗng chốc quên mất chính mình muốn đi toilet, giống như cô cũng yên lặng bất động lên. Anh nhìn cô chăm chú cực kỳ lâu, trong thời gian cực kỳ lâu đó mí mắt của cô cũng không có chớp một cái. Anh đã nhìn chăm chú đến mức hốc mắt phếm chua muốn rơi lệ, nhưng tầm mắt của cô vẫn trống rỗng như lúc anh nhìn thấy cô. Sắc mặt cô tái nhợt, giống như đang nghĩ đến cái gì đó, hoặc như cũng không nghĩ gì hết. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần dần phát sáng lên, tia sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của cô, chiếu lên da thịt tái nhợt dọa người của cô. Lúc này, cô mới nhẹ nhàng chớp chớp lông mi, chậm rãi xuống ghế sofa. Từ đầu đến cuối cô đều không có nhìn sang phía giường bên này, bước chân rất tốn sức đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Theo tiếng vang đóng cửa lách cách, con người Tần Sĩ Nam nhẹ nhàng chuyển động, ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm ghế sofa trống không của cô một lát, xuống giường đi nhà vệ sinh. Lúc đi ra, mà xui thì khiến Tần Sĩ Nam đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống nơi cô đã từng ngồi, sau đó nhìn theo phía cô đã từng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoại trừ ánh nắng vàng rực rỡ, không có gì đáng xem. Nhưng Tần Sĩ Nam lại vẫn nhìn rất lâu, cho đến khi anh muốn đứng dậy, tay anh đụng chạm đến một mảnh ướt át. Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện tấm chăn mỏng cô đắp đó cũng một mảnh ẩm ướt rất lớn. Anh biết đó là nước mắt của cô, nhất định là đã khóc rất lâu mới sẽ khóc thành hiệu quả giống như giặt bằng nước, sau đó rồi lại bắt khô. Chẳng vàng hai ngày sau, Trình Thanh Thông và mẹ Trình trở về nhà từ vùng ngoại thành. Mẹ Trình chuẩn bị bữa tối. Sau khi chuẩn bị xong, Tần Sĩ Nam còn chưa tan tầm từ công ty trở về. Mẹ Trình không chịu ăn cơm, nhất định phải chờ Tần Sĩ Nam. Trình Thanh Thông chỉ đành chờ theo, vẫn đến 9 giờ tối, Tần Sĩ Nam mới trở về. Sắc mặt Tần Sĩ Nam thoạt nhìn rất mệt mỏi, có vẻ là do bận rộn và đói quá lâu. Anh để chìa khóa xe lên tủ đầy giày chỗ cửa nhà một chút, nên đi nhà vệ sinh rửa tay, ngồi trước bàn ăn. Cơm nước xong, Trình Thanh Thông rửa chén, Tần Sĩ Nam không đi phòng sách vội, ngồi trong phòng khách, cùng xem tivi với mẹ Trình. Trình Thanh Thông rửa đĩa xong không muốn đi vào trong phòng khách đối mặt với Tần Sĩ Nam, nên ở trong phòng bếp tìm một chuyện khác để làm. Mãi cho đến 11 giờ khuya, mẹ Trình đứng dậy đi phòng ngủ, cô mới đi ra từ trong phòng bếp, bưng một ly sữa tươi nóng vào trong phòng ngủ phụ. Trình Thanh Thông dây dưa trong phòng ngủ phụ rất lâu mới đi ra ngoài, tivi phòng khách còn chưa tắt, Tần Sĩ Nam cũng đã không còn ở đó. Cô nhìn thoáng qua thư phòng, bên trong một màu tối đen. Trình Thanh Thông biết Tần Sĩ Nam ở phòng ngủ chính. Cô nghĩ đến cái hung ác buổi tối kia của anh, có chút sợ, không dám lại ở chung đơn độc vào ban đêm với Tần Sĩ Nam nữa. Do đó liền đứng ngốc ở trong phòng khách một lát, đi đến chiếc sofa, ngồi xuống, cầm lấy điều khiển từ xa, tìm một phim truyền hình phát ban khuya xem. Lúc 12 giờ Tần Sĩ Nam đi ra từ trong phòng ngủ chính, anh vừa tắm xong, tóc ướt sũng. Lúc anh đi phòng ăn rót nước, đưa mắt nhìn về phía Trình Thanh Thông đang ngồi trên ghế sofa, rõ ràng lưu ý đến lúc anh nhìn cô khẩn trương chuyển thân thể về phía xa một chút. Anh biết cô đang trốn tránh anh. Đêm nay từ khi anh tan tầm về nhà đến hiện tại, cô đến một ánh mắt cũng không dám chạm vào anh. Dù lúc giả vờ thân thiết ở trước mặt mẹ Trình, khi cô cười nói chuyện với anh đều là rũ lông mi. Chẳng qua mới hai ngày hai đêm không gặp, cô không biết có lại ảo giác này anh hay không. Cô giống như gầy đi một chút, người cũng trắng hơn rất nhiều. Cô vốn đã trắng, lúc này trắng đến có chút không có huyết sắc.
là loại tái nhợt không khỏe mạnh kia. Hiện tại cô đơn lẻ loi ngồi trên ghế sofa to như vậy có vẻ hơi đáng thương. Tần Di Nam uống nước xong, không sức rồi rời đi, anh tựa với trên bàn ăn, nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Thanh Thông một lát, liền bước đi hướng phòng ngủ chính. Lúc qua đi bên cạnh ghế sofa, anh dừng bước chân một chút. Anh muốn nói với cô nhanh chóng về phòng ngủ đi, anh sẽ không làm gì cô. Nhưng lời nói đến bên môi, anh lại cảm thấy chính mình quả thực không hiểu ra sao cả. Lúc trước cô đùa giỡn anh thảm như vậy, lừa ngoan như vậy, bây giờ đối tốt với cô hay không tốt thì có liên quan gì tới anh không? Dù sao khi anh biết cô làm chuyện đó, nên chỉ một lòng muốn cho cô thê thảm không nỡ nhìn, biến mất ở trong thế giới của anh. Mỗi bước chân của anh đều làm rất tốt, cuối cùng cũng thành công hoàn mỹ không tì vết. Lần này mẹ cô tới đây, anh giúp cô đã là chính mình đứt gân não. Anh cần gì hiện tại đứt gân não, làm phức tạp quan hệ giữa anh và cô. Dù sao, thêm 3 ngày nữa, mẹ Trình liền đi, anh và cô liền không có liên quan gì nhau nữa. Hết thầy, đều trở lại như trước kia đây. Tần Dĩ Nam nghĩ tới đây, liền không hề nói gì bước tiếp. Tiếp tục đi về phía trước, sau đó để cửa phòng ngủ ra, đi vào đóng lại. Đã rất muộn, Trình Thanh Thông không có một chút ý tứ muốn đi về phòng ngủ. Trong TV đã không còn tiết mục nào đáng xem, cô cầm lấy điều khiển từ xa, đổi đài lung tung. Không biết Trình Thanh Thông ấn về đài truyền hình trung ương lần thứ mấy, lúc cô vừa mới chuẩn bị tiếp tục tăng đài, cửa phòng ngủ chính bỗng nhiên bị kéo ra. Tần Dĩ Nam đi ra từ bên trong. Muộn như vậy rồi, anh vẫn còn chưa ngủ sao? Đấy lòng Trình Thanh Thông nghi hoặc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cam đảm đi nhìn Tần Dĩ Nam một cái. Tần Dĩ Nam đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, nhìn Trình Thanh Thông nửa phút, động môi, cũng không nói ra một chữ, xoay người lên đi tới phòng sách. Bước chân của anh rất nhanh, lúc đóng cửa phòng sách dùng lực đạo rất lớn. Có lẽ là bởi vì mẹ Trình đã ngủ, anh sợ đánh thức bà, tiếng vang đóng cửa cũng không nặng, nhưng vẫn tiết lộ tâm tình học vét của anh. Trong phòng ngủ chính không có ai, Trình Thanh Thông tiếp tục ngồi trên ghế sofa một lát, thấy Tần Dĩ Nam chậm chạp không có ra, sau sự hồi lâu vẫn không đứng dậy trở về phòng ngủ chính. Cô sợ sau khi cô vào trong, anh bận xong rồi liền trở về phòng ngủ chính. Tần Dĩ Nam ngồi trong phòng sách, ngồi trước bàn sách, đốt một điếu thuốc, đối mặt với một bản văn kiện không có lật xem một chút nào. Đêm rất yên tĩnh, dù anh đóng cửa nhưng vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng quảng cáo nho nhỏ chuyển tới từ TV trong phòng khách. Anh đều đã ra khỏi phòng ngủ chính, cô còn không vào nghỉ ngơi. Cô đây là muốn ý tướng, một mình ngốc ở trong phòng khách suốt cả đêm sao? Chẳng qua cô thích ngốc suốt cả đêm liền ngốc suốt cả đêm, liên quan gì tới anh á? Tần Dĩ Nam âm trầm chào phúng mình một câu, sau đó liền sầm mặt lại, hít mạnh một hơi khói. Lúc vòng khói phun ra đến một nửa, Tần Dĩ Nam nổi nóng nhấn tắt điếu thuốc ở trong gạt tàn thuốc lá, đá ghế tựa ra phía sau, đứng lên đi về phía cửa. Không phải cô không vào trong nghỉ ngơi sao? Được rồi, anh kéo cô vào trong phòng. Tần Dĩ Nam vừa đi đến ngưỡng cửa phòng sách, còn chưa kéo ra, điện thoại di động đặt một bên bàn sách vang lên. Tần Dĩ Nam bất giác nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã gần 3 giờ rạng sáng. Ai gọi điện thoại cho anh? Tần Dĩ Nam thu hồi tay cầm nắm cửa, xoay người đi trở về trước bàn sách, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc hỏi, mi tâm nhăn một chút, liền tiếp nghe. Thế nào, gọi điện thoại muộn như vậy, công ty có chuyện gấp gì sao? Tần Tổng. Theo lời trong điện thoại, sắc mặt Tần Dĩ Nam trở nên hơi khó coi. Tôi biết được, tôi lập tức về công ty. Cú điện thoại, Tần Dĩ Nam dùng sức kéo cửa ra, không để ý Trình Thanh Thông ở trong phòng khách, trực tiếp chạy về phòng ngủ chính, thay quần áo, liền nhanh chóng xông về phía cửa, nắm chìa khóa xe, kéo cửa ra phóng nhanh rời đi. Thẳng đến khi cửa đóng lại, Trình Thanh Thông mới chớp chớp mắt, xoay chuyển thần trí. Nửa đêm Tần Dĩ Nam nhận điện thoại của ai, sao lại hốt hoảng rời đi như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Trình Thanh Thông nhíu mày, theo bản năng đứng lên ở trên ghế sofa, đi đến trước cửa sổ sát đất. Chờ giây lát, cô nhìn thấy xe của Tần Dĩ Nam dọc theo con đường dưới lầu, nhanh chóng lái ra khỏi tiểu khu. Cả ngày nay ban ngày Tần Dĩ Nam đều không về nhà, buổi tối Trình Thanh Thông không gọi điện thoại cho anh, là trợ lý nghe, nói anh đang bận. 10:30, sau khi mẹ Trình đi ngủ, chỉ còn lại một mình Trình Thanh Thông thức. Không có Tần Dĩ Nam, tối hôm qua cô ngủ không ngon, nên trở về phòng ngủ chính. Sau khi tắm rửa đi ra nằm ở trên giường, nên nhắm mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Trình Thanh Thông mơ mơ hồ hồ trong giấc mộng, cảm giác có người ở trong phòng. Cô theo bản năng mở mắt một chút để nhìn thấy Tần Dĩ Nam đứng ở bên giường đang cởi cà vạt. Chương 1025, quyết định của cô. Không biết qua bao lâu, Trình Thanh Thông mơ hồ trong giấc mộng cảm giác được có người vào trong phòng. Cô theo bản năng mở mắt một chút để nhìn thấy Tần Dĩ Nam đứng ở bên giường đang cởi cà vạt.
Cơn buồn ngủ nhất thời tiêu tán sạch sẽ. Trình Thanh Tông giống như là người bị điều khiển, thân thể theo bản năng cứng đờ lên. Tay cô giấu trong chăn đệm nắm chặt khăn trải giường, đáy mắt nhìn chằm chằm Tần Di Nam, lộ ra tràn ngập phòng bị. Lúc Tần Di Nam kéo cà vạt xuống, thuận tay ném ở trên cửa, cái giường tống không. Dư quang khóe mắt lơ đãng chạm đến ánh mắt của Trình Thanh Tông. Anh hơi dừng một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cô. Vừa rồi Tần Di Nam luôn đứng quay lưng về phía Trình Thanh Tông, cô không thấy rõ dung nhan của anh. Theo mặt anh trống ở tầm mắt của cô mới phát hiện tóc anh hơi rối loạn, sắc mặt rất khó coi, mảnh mắt đen sầm, mi tâm mang theo một nét mỏi mệt nhân lợi hại, giống như là gặp phải chuyện phiền toái gì đó. Ở trong ấn tượng của Trình Thanh Thông, Tần Di Nam luôn là loại bộ dáng ôn tồn lễ độ, rất ít khi lôi thôi lếch thếch giống như bây giờ. Trình Thanh Thông nhíu mày, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, đáy lòng xuất hiện ra một loại khủng hoảng khi nhìn thấy Tần Di Nam, sợ không hiểu gì mà nghi hoặc nơi áp xuống một chút. Rạng sáng, Tần Di Nam nhận điện thoại, vội vàng rời đi, cho tới bây giờ trở về, hơn nữa còn làm chính mình mệt mỏi không chịu nổi như vậy, anh gặp phải phiền toái gì sao? Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tần Di Nam, mấp máy môi, tràn ngập kinh ngạc, không dám hỏi ra miệng. Tần Di Nam nhìn lướt qua Trình Thanh Thông, liền chuyển tầm mắt đi, giơ tay lên cởi cúc áo sơ mi. Có lẽ là bởi vì biết cô tỉnh, Tần Di Nam thường dùng dư quang khóe mắt bay về phía trên người Trình Thanh Thông một chút. Trình Thanh Thông giống như là hóa đá, mắt cũng không nháy một cái nhìn anh chăm chú. Tần Di Nam bị ánh mắt bình tĩnh của Trình Thanh Thông nhìn đến có chút không tự nhiên, anh nhăn mi tâm một chút, theo mặt năng bước đi, đi tới nhà vệ sinh. Vừa đi chưa được hai bước, điện thoại di động anh thuận tiện đặt ở trên giường liền vang lên. Tần Di Nam bước lại, đưa lưng về phía Trình Thanh Thông 2 giây, xoay người trở về bên giường, không đi nhìn Trình Thanh Thông, trực tiếp cúi người lấy điện thoại di động, nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi, là trợ lý gọi tới. Anh hơi cúi khép mí mắt, không gấp gáp nghe, mà cầm điện thoại di động ra khỏi phòng ngủ chính, mới nhận tiếp nghe. Vào lúc đóng cửa, Trình Thanh Thông nằm trên giường nghe thấy tiếng anh lập tức hạ thấp giọng chuyển tới. Như thế nào, liên lạc với Chu Tổng chưa? Theo tiếng cửa bị đóng lại, trong phòng ngủ quay về yên tĩnh. Trình Thanh Thông hơi động thân thể bảo trì tư thế nghiêng người, nhìn chằm chằm Tần Di Nam vào lúc nãy, chờ mình nằm thẳng ở trên giường, nhìn trần nhà chăm chú, trái tim không khỏi nhói lên không kiên định. Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết Tần Di Nam tuyệt đối gặp phải chuyện phiền phức gì đó. Cô biết Tần Di Nam hoàn toàn không cần cô bận tâm, nhưng sau khi anh đi lửa từng chút một, tâm của cô liền trở nên không ổn định, không thể khống chế. Trình Thanh Thông cắn cắn gói môi, cuối cùng vẫn lặng lẽ vén chăn lên xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay đi đến cửa phòng ngủ, cẩn thận vặn tay nắm cửa một chút, kéo cửa qua một khe hở nhỏ. Tần Di Nam đứng ở bên ban công phòng khách, tiếng nói rất nhỏ, hơi chuyển tới đây. Tần Lực thôi, thật sự không liên lạc được, cũng không có việc gì, tôi đã làm xong dự tính xấu nhất. Dự tính xấu nhất, tay nắm cửa của Trình Thanh Thông bất giác dùng thêm một chút sức lực, lúc nghe thấy tiếng của Tần Di Nam lần nữa, cô lập tức ngừng thở, tập trung tinh thần lắng nghe. Cùng lắm chính là tuyên bố công ty phá sản thôi. Tiền còn có thể kiếm lại, không có gì ghê gớm, về phần khoản vay ngân hàng, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác, không phải còn có căn nhà và xe sao? Tuyên bố công ty phá sản, công ty Tần Di Nam gặp phải vấn đề gì lại có thể đến mức phải tuyên bố phá sản? Đang lúc trong đầu óc Trình Thanh Thông nghi hoặc không thôi, Tần Di Nam cúp điện thoại. Trình Thanh Thông vội vàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng chạy về giường nằm xong. Ngoài phòng rất an tĩnh, Trình Thanh Thông mới nghe thấy tiếng bước chân của Tần Di Nam. Chẳng qua không phải đi tới phòng ngủ chính mà phương hướng phòng sách. Theo cửa phòng sách bị đẩy ra rồi đóng lại, cả căn phòng lại rơi vào loại yên tĩnh mới vừa rồi. Lúc này Trình Thanh Thông mới nhanh chóng tìm điện thoại di động, gọi cho một đồng nghiệp ở bộ phận thương vụ có quan hệ tốt với cô khi còn ở xí nghiệp Tô Thị. Có lẽ người đồng nghiệp đó đang ngủ, qua hồi lâu mới tiếp nghe. Alo. Xin lỗi nha, muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy cậu. Thanh Thông. Còn ấy người đồng nghiệp nghe điện thoại không nhìn biểu hiện cô gọi, nghe đến giọng nói kinh ngạc ngỏ lại một tiếng, sau đó là mở miệng. Sao thế? Hơn nửa đêm gọi điện thoại cho tớ có việc gì gấp sao? Ừ. Tớ là muốn hỏi cậu về chuyện của Tần Di Nam. Tần Di Nam, chồng cậu hả? Người đồng nghiệp đó không hề biết cô và Tần Di Nam đã ly hôn, còn coi Tần Di Nam như chồng của cô. Trình Thanh Thông cầm điện thoại di động, tạm dừng một lát, không giải thích quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, liền nhanh chóng đi vào chủ đề. Có phải công ty của anh ấy xuất hiện phiền toái gì không? Tớ cũng không rõ đặc biệt tình huống rõ ràng cụ thể, nhưng qua tớ có nghe nói, có thể là đầu tư của công ty chồng cậu gặp phải một chút phiền toái. Người đồng nghiệp ở trong điện thoại dừng một chút lại nói. Như vậy đi, tớ đi hỏi thăm tình huống một chút, lát nữa sẽ gửi tin tức về cho cậu nha.
Đường. Chỉ là tại hơi trễ, không nhất định có thể nghe ngóng được, trễ nhất là trước 10 giờ sáng mai. Cảm ơn cậu nha. Điện thoại vừa cắt đứt, chưa đến một lát, Trình Thanh Tông còn chưa kịp để điện thoại di động xuống, nhìn nhận được cuộc gọi của người đồng nghiệp. Thanh Tông, thật trùng hợp, đúng lúc tớ có một bạn học đi làm ở công ty của chồng cậu, còn chưa ngủ, tớ liền hỏi anh ta một chút. Cậu biết Chu Vĩ không? Hắn ta là người đầu tư công ty của chồng cậu, sản phẩm công ty chồng cậu làm xong rồi, chỉ chờ hắn ta đầu tư vào, kết quả hiện tại không thấy hắn đâu. Tạm thời không nói chồng cậu quăng đi mà đập vào một khoản tiền vào bên trong, nếu như trước thứ hai tuần sau tiền đầu tư chậm chạp không tới, như vậy tớ đoán chừng công ty chồng cậu có thể phải tuyên bố phá sản. Lúc trước anh ta mở công ty có lẽ là mượn tiền ở ngân hàng, cho nên tình huống có chút phiền toái. Trình Thanh Thông nghe đến đó liên tưởng đến những lời mình vừa nghe lén lúc Tần Diễn Nam nghe điện thoại, nhất thời rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Lúc trước khi Tần Diễn Nam gây dựng công ty, cô và anh còn chưa ly hôn, chuyện anh mượn tiền từ ngân hàng cô cũng có biết. Chuyện đầu tư không thể giải quyết, khoản tiền kia đủ để khiến cho Tần Diễn Nam thắng bao bại sản, mắc nợ chồng chất. Trình Thính Thông bị Tần Diễn Nam trở về đêm khuya đánh thức, cũng không có buồn ngủ chút nào, mà Tần Diễn Nam đã đi vào trong phòng sách, cũng không có đi ra ngoài nữa. Trình Thính Thông nghĩ trong công ty anh phát sinh biến cố lớn như vậy, anh nhất định đang bận rộn làm thêm giờ đi. Gói trách vừa rồi anh đứng ở bên giường, cởi cà vạt, sắc mặt toàn nhìn uể oải mệt mỏi như vậy. Anh là sau khi ra khỏi nhà từ rạng sáng đến hiện tại vẫn luôn không nghỉ ngơi ư? Vậy anh đã ăn gì chưa? Trình Thiên Thông càng nghĩ đáy lòng liền càng lo lắng. Cô không ngừng lăn qua lộn lại ở trên giường, đến cuối cùng cô nhịn không được ngồi dậy, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua thời gian 3 giờ rạng sáng. Trình Thiên Thông nhìn chằm chằm túi đen bên ngoài cửa sổ một lát, vén chân lên xuống giường. Cô đi nhà vệ sinh một chuyến, sau khi đi ra đứng ở bên giường dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không yên lòng, giả vờ thành bộ dáng khát nước đi ra khỏi phòng ngủ chính. Cửa phòng sách đóng chặt, Trình Thiên Thông hoàn toàn không biết bộ dáng bên trong của Tần Sĩ Nam. Cô đứng ở cửa phòng sách, nhìn cửa phòng ở nơi xa xa, sững sờ, vẫn luôn không thể lấy hết dũng khí đi tới phòng sách. Hiện tại đáy lòng nhất định sẽ rất khó chịu đi, một mình anh ở bên trong, có phải đang một mình khổ sở trong bóng tối không? Trình Thiên Thông thật rất muốn đi vào buổi Tần Sĩ Nam, nhưng cô nghĩ đến chán ghét và ghét bỏ của anh đối với cô. Sợ là sau khi cô đi vào trong sẽ khẳng kiến cho tâm hình của anh hỏng bét hơn thôi. Trình Thanh Thông nghĩ tới đây, đáy mắt thoáng hiện lên một chút ảm đạm. Tay cô hơi trả vạt áo một chút, xoay người đi vào trong bếp. Trình Thanh Thông biết Tần Diễn Nam không hiếm lạ, nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy một chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản bên trong, nấu một tô mì, đánh một quả trứng gà vào trong, sau đó lại rót một tách cà phê đặt ở trong cà ta khay, bưng đến cửa phòng sách. Trình Thanh Thông cúi người để khay ở trên mặt đất, sau đó đứng lên, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, cũng không nói lời nào, nhanh chóng bước đi, đi về phía phòng ngủ chính. Trình Thanh Thông đóng cửa lại, thì nghe thấy tiếng vang mở cửa phòng sách. Qua khoảng một phút, cửa phòng sách nhẹ nhàng đóng lại, lúc này Trình Thanh Thông mới đưa cửa phòng ngủ lặng lẽ kéo ra một khe hở, nhìn lướt qua bên ngoài. Cửa phòng sách vẫn là bộ dáng khép kín, cái khay cô để ở trước cửa phòng đã không còn thấy nữa. Anh chẳng ghét cô cũng không sao, cô có thể làm cho anh không nhìn thấy cô, chỉ cần anh không ghét bỏ đồ cô làm, chịu ăn là tốt rồi. Tần Diễn Nam không về phòng ngủ chính suốt cả đêm, Trình Thanh Thông bởi vì lo lắng cho anh nên ngủ cũng không ngon suốt cả đêm. Sáng sớm, Tần Diễn Nam về phòng, đổi một bộ quần áo, rửa mặt đơn giản, nên rời khỏi nhà đi công ty. Sau khi anh đi không bao lâu, Trình Thanh Thông liền nở to mắt ra, xuống giường đi về tới trước cửa sổ. Cô đưa nhìn đến khi xe của Tần Diễn Nam biến mất ở cửa tiểu khu, mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ chính, đến phòng sách. Cửa phòng sách không khóa, Trình Thanh Thông chuyển tay nắm cửa một chút, nên đẩy cửa ra. Bên trong đập vào mặt là mùi khói nồng đậm, Trình Thanh Thông giơ tay lên che mũi một chút, mới cất bước đi vào. Cửa đóng lại, cô quan sát phòng sách một vòng, sau đó liền đi đến trước bàn sách rộng rãi, phía trên chất đủ kiểu văn kiện và tư liệu. Trình Thanh Thông ngốc ở xí nghiệp tu thị nhiều năm như vậy, chỉ là lơ đãng lật xem một lượt những văn kiện kia, nên hiểu được Tần Sinh Nam đây chuẩn bị vứt bỏ đầu tư của Chu Vĩ, kéo đầu tư mới trong 3 ngày còn sót lại, mà những tư liệu kia đều có một ít tư liệu của công ty Phong Đầu. Đối với công ty Phong Đầu, Trình Thanh Thông không nhiều hiểu, nhưng trong tư liệu của Tần Sinh Nam cô lại nhìn thấy một cái tên mà mình quen thuộc, Kim Trạch. Lúc trước cô đi làm ở xí nghiệp Tô Thị đã từng quen biết với anh ta, còn xem như là quen thuộc với nhau. Thẳng đến khi bên ngoài cửa truyền tới tiếng của mẹ Trình, Trình Thanh Thông mới nhanh chóng để phần văn kiện về Kim Trạch kia xuống, đi ra khỏi phòng sách. Bởi vì vội vàng, Trình Thanh Thông không cẩn thận đánh rơi một túi văn kiện trên bàn sách. Túi văn kiện không đóng kín miệng, tài liệu bên trong rơi ra. Lúc Trình Thanh Thông ngồi xổm người xuống nhặt từng cái lên, mới biết
đó đâu phải là tư liệu mà là giấy chứng nhận bất động sản và bảng giá cả bất động sản. Tiền không có thì có thể kiếm lại, không có gì ghi cớm. Về phần khoản vay ngân hàng, tôi sẽ nghĩ biện pháp khác, không phải còn có nhà và xe sao? Những câu Tần Dĩ Nam gọi điện thoại và nói vào tối hôm qua trượt bay vào trong tai Trình Thính Thông. Tay nắm năm kiện của cô đột nhiên run một chút. Tần Dĩ Nam nói ý tứ đang chuẩn bị muốn liên lạc với môi giới bán căn nhà đi sao? Trình Thính Thông lần xem những tư liệu kia một lần. Cô và Tần Dĩ Nam đã từng làm vợ chồng một năm. Ban đầu khi Tần Dĩ Nam kết hôn với cô, tuy rằng không phải bởi tình yêu nhưng vẫn thẳng thắn một năm một mười tài sản của anh với cô. Lúc đó anh còn biểu thị rõ có thể điền tên cô trên chứng nhận bất động sản kia. Lúc đó cô vốn hổ thẹn bởi vì lừa gạt anh, đâu còn dám dính đến tài sản của anh, cho nên mãnh liệt cự tuyệt. Tính khí anh ôn hòa cũng không có ép buộc cô, sau đó liền cho cô một tấm chi phiếu. Dưới danh nghĩa của anh có 3 căn hộ, danh nghĩa của cha mẹ anh có 2 căn, tổng cộng là 5 căn, lại có thể viết tất cả trong những tài liệu này. Cho nên anh không đơn thuần là tính toán bán căn nhà của mình, đến chỗ ở của ba mẹ cũng muốn cũng bán sao? Cũng đúng, xuất hiện chuyện lớn như vậy, cha mẹ của anh chỉ có một đứa con, làm sao có thể không phân ưu thay anh. Tối hôm qua cô còn đang suy nghĩ, nếu kéo không được đầu tư, anh phải đối mặt là cục diện táng ra bại sản. Không nghĩ tới hôm nay quần liền nhìn thấy một màn như vậy. Bởi vì sốt ruột bán ra, cho nên giá cả căn nhà thấp hơn cả giá thị trường rất nhiều. 5 căn hộ tự nhiên cũng là một khoản tiền lớn, chỉ là vẫn còn cách khoản tiền vay ngân hàng một chút chênh lệch. Những chênh lệch kia, sợ là Tần Dĩ Nam làm cả đời cũng đều khó có thể khởi nghiệp lại được. Có lẽ là bởi vì sanh chậm chạp không trả được khoản vay, có lẽ còn phải đối mặt với xử phạt trách nhiệm hình sự. Thanh Thông, Thanh Thông! Mẹ Trình tỉnh lại, đoán chừng là đi phòng ngủ chính, không nhìn thấy cô, liền gọi tên cô. Trình Thông dạ một tiếng, nhét những bất động sản kia vào trong túi văn kiện, đặt ở trên bản sách. Trước khi cô rời đi, định không được nên đầu, nhìn thoáng qua những tư liệu về công ty phong đảo kia. Ban ngày Trình Thính Thông thật sự là cố gắng chống đỡ tinh thần, theo mẹ đi Di Hòa Viên. Từ Di Hòa Viên, chỉ mới ra 3 giờ chiều, Trình Thính Thông thật sự không có tâm tư lưu lại ở bên ngoài. Cô nói dối có chút không thoải mái, cùng mẹ Trình trở về nhà. Trên đường về nhà, Trình Thính Thông từng cầm lấy điện thoại di động nhiều lần, mỗi lần đều là nhìn chằm chằm đến cái tên Kim Trạch đó một lúc, sau đó để nhét điện thoại di động vào trong túi sách. Xe taxi dừng ở cửa tiểu khu Tần Dĩ Nam, lúc Trình Thính Thông và mẹ Trình cùng đi thang máy lên lầu, Trình Thính Thông lại đến điện thoại di động một lần nữa. Xe taxi dừng ở cửa tiểu khu Tần Dĩ Nam, lúc Trình Thính Thông và mẹ Trình đi thang máy lên lầu, Trình Thính Thông lại lấy điện thoại di động ra một lần nữa. Giống như lúc trước, Trình Thính Thông vẫn nhấn mở tên Kim Trạch. Vào lúc cô trần trừ chưa quyết, thang máy liền lật đến tầng chỗ ở của Tần Dĩ Nam. Mẹ Trình dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, thấy Trình Thính Thông còn đứng sững sờ ở bên trong, nhưng không được thúc giục hỏi. Thanh Thông, con đang suy nghĩ gì đấy? Trình Thính Thông hoàn hồn, nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa mở cửa nhà của Tần Dĩ Nam. Lúc mẹ Trình đổi giày, Trình Thính Thông đứng ở cửa không có vào trong, cô nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, âm thầm cắn răng, giống như hạ quyết định gì đó, nhấn tin nhắn, gõ vài cái trên bàn phím, gửi qua cho Kim Trạch. Kim Tổng, tôi là Trình Thanh Thông, xin hỏi hiện tại ngài có tiện không? Có thể gọi điện thoại không ạ? Trình Thanh Thông gửi tin nhắn, rất nhanh được hồi đáp. Có thời gian, chưa là nếu. Có chuyện gì, tôi càng hy vọng có thể gặp mặt tán gẫu với em hơn. Trình Thanh Thông sớm đã biết, cô gửi tin nhắn cho Kim Trạch sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Trình Thanh Thông nốt ngụm nước miếng, tiếp tục soạn một dòng tin nhắn. Bây nay, hoặc là ngày mai và lúc nào Kim Tổng ngài có thời gian, chúng ta gặp mặt tán gẫu. Kim Trạch. Thanh Thông, em tìm tôi lúc nào thì tôi cũng có thời gian. Vậy hiện tại đi, em ở nơi nào, tôi đi đón em. Trình Thính Thông nhìn thoáng qua mẹ, cúi đầu gõ mấy chữ. Kim Tổng, ngài nói địa chỉ đi, tôi sẽ đi tìm ngài. Kim Trạch lại không khách khí với Trình Thính Thông, trực tiếp gửi một địa chỉ, hội sở tới. Trình Thính Thông đáp ừ một tiếng, thu hồi điện thoại di động, đứng ở cửa không vào trong phòng, mở miệng nói với mẹ Trình. Mẹ, công ty của con tạm thời có chút chuyện, bảo con đi qua đó một chuyến, một mình mẹ ở nhà một chút, có thể không ạ? Trình Thính Thông ngồi xe taxi một lát nên nhìn thấy trợ lý Kim Trạch ngồi ở hội sở. Trình tiểu thư, con tới rồi. Trợ lý Kim Trạch lễ phép tôn trọng chào hỏi một tiếng với Trình Thính Thông nên đưa tay ra hiệu mời vào trong hội sở. Trình Thính Thông kéo kéo khóe môi với trợ lý Kim Trạch một chút, không lên tiếng, bước đi, bước vào cửa xoay tròn. Trên dọc đường Kim trợ lý Kim Trạch không có bất kỳ trò chuyện gì với Trình Thính Thông, hai người bày quẹo tám rẽ ở trong hành lang hội sở nhiều lần mới dừng lại trước một cửa gỗ thật lớn màu đỏ. Trợ lý Kim Trạch gõ cửa một cái, thấp giọng nói với bên trong. Kim Tổng, Trình tiểu thư đã đến.
Qua khoảng 7 giây, bên trong truyền tới một đạo âm thanh trầm ổn. Cho cô ấy vào đi. Lúc này trợ lý Kim Trạch mới đẩy cửa ra, đứng một bên, cách sao nói với Trình Thanh Thông. Trình tiểu thư, mời vào. Trình Thanh Thông nhẹ mí môi một chút, giơ chân lên, bước từng bước vào trong phòng bao. Trình Thông vừa đi vào trong chưa tới nửa mét, cửa phía sau liền bị trợ lý Kim Trạch đóng lại. Tâm Trình Thanh Thông hơi run rẩy một chút, bước chân bảo trì ổn định, đi về phía Kim Trạch ngồi trên ghế dựa khắc hoa bên trong. Vào lúc Trình Thanh Thông còn cách Kim Trạch 2 mét, ngừng lại, lễ phép cách khí mở miệng chào hỏi. Kim Tổng, chào ngài. Kim Trạch nghe được tiếng của cô, không có gấp gáp ngẩng đầu nhìn cô, mà bưng nước sôi đã nấu, không nhanh chóng, chậm chạp pha một ấm trà, sau đó rót cho mình một tách, tư thế thanh thản, nhấp một ngụm, mới đưa lưng dựa vào ghế, ư một tiếng với Trình Thanh Thông nói. Em tới rồi. Vâng. Trình Thanh Thông ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua người đàn ông ở trước mặt, khẽ lên tiếng. Ngồi đi. Kim Trạch chỉ dưới dựa trước mặt mình một chút, sau đó bưng bình trà, rót hai tách trà. Trình Thanh Thông không lên tiếng, động tác ôn hoãn kéo ghế dựa ra, ngồi xuống. Kim Trạch đẩy một tách trà bên trong đến trước mặt cô, ngữ khí ôn hòa. Em nếm thử xem, mấy ngày trước lúc Hàng Châu, người bạn mới cho trà Long Vĩnh, mùi vị rất tốt. Cảm ơn ạ. Trình Thanh Thông nâng chung trà lên, nhấp một ngụm tượng trưng. Kim Trạch cười, không để ý dè dặt và xa cách của cô, bưng tách trà của mình lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền giống như là bàn chuyện dần nhà, nhàn nhã mở miệng nói. Thanh Thông, suy nghĩ một chút, chúng ta đại khái cũng sắp không gặp nhau một năm rồi đi. Trình Thanh Thông kéo khéo khóe môi. Vâng. Kim Trạch thưởng thức tách trà, chậm rãi nói. Chỉ là nói đi nói lại, đây là lần đầu tiên em chủ động tìm tôi. Trình Thanh Thông rũ tầm mắt xuống, không lên tiếng. Kim Trạch cười khẽ một tiếng, không tiếp tục lượn quanh ở trên đề tài này. Anh ta đặt tách trà xuống, dựa trên ghế, nhìn chăm chăm gò má Trình Thanh Thông quan sát một lát. Một kim thấy máu mở miệng nói. Nói đi, tới tôi để hỗ trợ cái gì? Kim Trạch dứt khoát, khiến cho Trình Thanh Thông có vẻ hơi lúng túng. Chẳng qua cô rất nhanh nên ổn định lại vẻ mặt, câu chữ thong dong chấn định nói. Là như vậy, Kim Tổng, tôi muốn tìm ngài kéo một khoản đầu tư. Kim Trạch giống như là biết cô sẽ mở miệng, nói những lời này, ánh mắt yên tĩnh bưng bình trà, lại rót một tách trà. Tần Tổng, Tần Di Nam xí nghiệp Tần Thị sao? Anh ta lại trực tiếp một lần nữa, khiến cho Trình Thanh Thông nghẹn lời một chút. Kim Trạch vẫn làm bộ dáng lãnh đạm, ngữ khí mở miệng nói chuyện. Với anh ta mà nói, tùy tính giống như tán gẫu, khí trời hôm nay không tệ lắm. Nếu như bàn chuyện với anh ta, em trước làm thủ tục ly hôn với anh ta, rồi lại tới nói chuyện tiếp với tôi. Trình Thanh Thông kéo căng khóe môi, cúi đầu nhẹ giọng đáp. Tôi đã ly hôn với anh ấy. Kim Trạch nghe được những lời này, trước là bỗng ngây ngần, sau đó liền kéo khóe môi cười. Ly hôn rồi. Dừng một chút, Kim Trạch lại nói. Ly hôn rồi, em còn giúp anh ta, em yêu anh ta à? Trình Thanh Thông vẫn cúi thấp đầu xuống, không lên tiếng. Kim Trạch đối mặt với sự trầm mặc của Trình Thanh Thông cũng không tức giận, liền tiếp tục mở miệng. Chẳng qua ngữ khí lại biến thành giải quyết việc chung. Về tình huống công ty anh ta, tôi có nghe nói, bảo tôi đầu tư, có thể. Chỉ là Trình Thanh Thông, tôi có điều kiện, em cũng biết mà. Anh ta nói không sai, điều kiện của anh ta, cô sớm đã biết vào 3 năm trước. Năm nay có lẽ Kim Trạch cũng đã 34, 35 tuổi rồi. Anh ta bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ là bộ dáng 30 tuổi, chính là thời gian quyến rũ nhất của một người đàn ông. Anh ta là công ty phong đầu nổi danh trong vòng thương nghiệp, hiện nay hơn phân nửa sản phẩm ở trên thị trường gần như đều có thể nhấc lên một chút quan hệ với công ty của anh ta. Đến cả xí nghiệp Tô Thị cũng không có ít hạng mục là hợp tác với anh ta. Cũng chính bởi vì sự hợp tác kia, cô và anh ta mới quen biết nhau. Anh ta có một đứa con gái là người vợ đã chết của anh ta để lại. Sở dĩ anh ta chú ý đến cô là bởi vì cô có mặt của vợ anh ta có chút giống nhau. Cho nên điều kiện của anh ta rất đơn giản, chính là ở cùng một chỗ với anh ta. Là ở cùng một chỗ anh ta, không phải kết hôn. 3 năm trước, anh ta đã từng cố ý nhắc với cô chút ý tứ ở cùng một chỗ với anh. Anh ta biểu thị vợ anh ta chỉ có thể một mình của vợ anh ta, mà cô sở dĩ anh ta nói ra yêu cầu như thế là bởi vì cô có thể cho anh ta cảm giác vợ anh ta vẫn còn ở trên đời. Chương 1031, nụ hôn động tâm. 3 năm trước lúc anh ta mở miệng nói những điều kiện này với cô cảm thấy anh ta quả thực chính là một tên khốn kiếp, không thể nói nổi. Nhìn áo mũ chỉnh tề,
văn vẻ lịch sự, kết quả lại là một người không coi ai ra gì. Lúc đó cô cảm thấy chính mình là người bị sỉ nhục, rất là phẫn nộ. Lần đầu tiên trong đời nói ra lời tàn nhẫn với người khác. Cô nói, anh nghĩ thật tốt đẹp, cô sẽ tuyệt đối không đáp ứng anh ta cái loại điều kiện nhục nhã của anh ta. Anh ta vẫn đối mặt với phẫn nộ của cô, ngược lại bình tĩnh đáng sợ. Anh ta nhún vai với cô, biểu hiện thản nhiên. Anh ta tôn trọng lựa chọn của cô, nhưng ta vẫn giữ lại đề nghị của anh ta, nói với cô, tương lai nếu cô gặp trải chuyện khó xử, chỉ cần cô tìm anh ta giúp đỡ, miễn là anh ta có thể làm được. Chỉ cần cô đáp ứng điều kiện này của anh ta liền giúp đỡ. Lúc đó tuy rằng cô không có gia sản bạc triệu, nhưng chưa qua cơm áo không lo. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Thái độ cô đối mặt với anh ta, theo lẽ thường cũng tràn đầy sức mạnh, cô trực tiếp xoay người rời đi. Lúc đó cô còn phẫn hận mắng anh ta dưới đáy lòng rất lâu, nói anh ta coi mình là tổng giám đốc bá đạo ở trong truyền thuyết. Đợi một chút, liền cảm thấy có tiền mua phụ nữ. Lúc đó cô thật rất kiên định, cho dù là trong thành phố lớn, có rất nhiều phụ nữ vì có thể sống tốt hơn, đi rất nhiều đường tắt. Thậm chí bên cạnh cô cũng có người như vậy, nhưng cô lại luôn không có chút dao động nào. Cho tới hôm nay, Trần Dĩ Nam gặp phải phiền toái. Cô quen không ít người có tiền, nhưng những người có tiền kia không thân cũng chẳng quen với cô. Cô không có đạo lý, cho cô một số tiền lớn như vậy. Cô không có thể nghĩ tìm kiếm, nên chỉ có thể tìm Kim Trạch có mưu đồ với cô. Kim Trạch chậm rãi uống xong trà trong miệng, nhẹ nhàng đặt tách sứ ở trên bàn trà, đưa ngón tay sạch sẽ thon dài ra, có ở phía trên hai cái, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi. Buổi sáng hôm nay, có phải nhận được điện thoại của một vị tên là Tần Diễn Nam tiên sinh không? Cô gọi điện thoại cho anh ta, nói tôi cảm thấy rất hứng thú với sản phẩm của anh ta, để cho anh ta phải chuẩn bị một phần tư liệu chi tiết. Tối ngày mai, tôi tự mình hẹn gặp anh ta. Cúp điện thoại, Kim Trạch chậm rãi thu điện thoại di động về từ bên tai, anh ta nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông hơi rũ mắt, mặt mũi bình tĩnh một lát, mở miệng nói. Hiện tại tôi không yêu cầu em trả lời tôi, vừa rồi tôi gọi điện thoại, em cũng nghe được, tôi đồng ý gặp Tần Di Nam. Trước 6 giờ rưỡi đêm mai, tôi sẽ mang một phần hợp đồng, đúng giờ gặp mặt với anh ta. Về phần hợp đồng kia... Kim Trạch dừng một chút, giọng nói trở nên mềm mại. Thanh Thông, tôi nghĩ em hẳn rõ nhất, làm sao thì tôi mới ký chính thức. Kim Trạch nói xong, lắc lắc điện thoại di động với Trình Thanh Thông. 6 giờ rưỡi đêm mai, trước khi tôi đặt phòng bao hẹn Tần Dĩ Nam, tôi sẽ cầm điện thoại này xem tin nhắn một chút, đáp án của em quyết định vận mệnh của Tần Dĩ Nam. Kim Trạch cười thân sĩ với Trình Thanh Thông, cất điện thoại di động vào trong túi, tư thế tào nhã đứng lên, vuốt vuốt quần áo, không nhanh không chậm mở miệng. Được rồi, đêm nay tôi có một bữa tiệc, em muốn đi nơi nào, tôi đưa em đi trước. Cuối cùng Trình Thanh Thông vẫn cự tuyệt ý tốt tiễn cô của Kim Trạch, tự mình chặn một chiếc taxi, trở về nhà của Tần Dĩ Nam. Hôm nay là thứ sáu, gặp phải con đường vào giờ tan tầm, đặc biệt ùn tắc, lộ trình nửa tiếng bình thường, Trình Thanh Thông bị ùn tắc đủ 1 tiếng 20 phút. Lúc cô tới nơi, mẹ Trình đã chuẩn bị xong bữa tối, mà Tần Dĩ Nam cũng đã tắt tầm trở về nhà. Lúc ăn cơm tối, điện thoại di động của Tần Dĩ Nam vang lên. Anh lấy điện thoại di động ra, chưa nhìn thoáng qua biểu hiện cuộc gọi, là trợ lý gọi tới. Tần Dĩ Nam sợ chính mình mở miệng nói một ít từ ngữ phá sản linh tinh, khiến cho mẹ Trình lo lắng, thấp giọng nói câu xin lỗi, liền đứng lên, cầm điện thoại di động ở trong phòng sách. Cho dù Trình Thanh Thông không biết Tần Dĩ Nam nhận điện thoại của anh, trong điện thoại lại nói nội dung gì, nhưng sau khi Tần Dĩ Nam đi ra từ trong phòng sách, cô có lén lén lưu ý đến mi tâm của anh, muốn có chút cao chặt, đã giãn ra rất nhiều, giống là nhìn thấy hy vọng gì đó. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên nhiễm một chút thần thái, khiến cho người ta nhìn thấy liền lên tinh thần rất nhiều. Anh đây là nhận được điện thoại của Kim Trạch hay sao? Trình Thanh Thông nắm đũa, hơi hoảng hốt một chút, cúi đầu tiếp tục bới cơm. Sau bữa cơm tối, Tần Dĩ Nam chui vào phòng sách, nhưng không có đi ra nữa. Trình Thanh Thông thu dọn bàn ăn xong, vẫn ở trong phòng khách bồi mẹ xem TV một lát. Cho đến 10 giờ, sau khi mẹ Trình đi ngủ, cô đi ra từ trong phòng ngủ phủ, đứng ở cửa nhìn chằm chằm ở phía phòng sách, sau đó liền đi vào trong phòng ăn. Cô pha một ly cà phê và một bát chè trôi nước, bưng đi về phía phòng sách của Tần Dĩ Nam. Giống như đưa mì sợi vào tối hôm qua, Trình Thanh Thông sợ Tần Dĩ Nam gặp mình sẽ phiền lòng, vẫn là để khay bựng cà phê và chè trôi dưới đất, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, liền bước nhanh về phía phòng ngủ chính. Chỉ là cô còn chưa đi được hai bước, cửa phòng sách phía sau liền bị kéo ra, ánh sáng ngời từ trong phòng sách chiếu tới sau ót của cô. Đường Trình Thanh Thông cứng đờ, bước chân bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Tuy rằng Trình Thanh Thông không quay đầu lại, nhưng nhìn bóng mờ trên mặt bất, cũng có thể biết là Tần Dĩ Nam đang đứng phía sau không xa. Tần Dĩ Nam không có mở miệng nói chuyện,
Trong phòng an tĩnh đến dưới tinh sứ mù, Trình Thánh Thông khẩn trương lại cũng luống cuống, ngón tay theo bản năng nắm chặt vạt áo trước ngực. Tần Dĩ Nam không có mở miệng nói chuyện, trong nhà an tĩnh đến rối tinh rối mù. Không khí bởi vì yên tĩnh trở nên càng lúc càng kỳ lạ. Trình Thanh Thông dần dần có chút chịu đựng không nổi, kìm nén như vậy. Cô nhắm mắt lại, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Vì hòa giữa bất an của mình, chậm rãi quay đầu, kéo nhẹ khóe môi với Tần Dĩ Nam. Bởi vì sợ anh lộ ra vẻ mặt không vui, nói ra lời chế nhạo, Trình Thanh Thông chỉ nhanh chóng nhìn Tần Dĩ Nam một cái, liền rũ mi mắt xuống, tiếp này nói rất nhỏ lên tiếng giải thích. Mẹ tôi thấy anh rất bận, sợ anh đói, cúi dặn dò tôi nấu chút đồ ăn khuya cho anh. Tần Dĩ Nam nhìn Trình Thanh Thông chăm chú, vẫn là bộ dáng trầm mặc, không mở miệng vạch lời, vạch trần lời nói của cô. Anh biết, ăn khuya là cô tự mình nấu canh cho anh, hoàn toàn không phải là ý tứ của mẹ Trình. Cô sợ anh phiền, mới lén lén đặt món khuya ở cửa, lập tức né tránh đi. Nghĩ tới đây chẳng biết vì sao, Tần Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy đáy lòng dầu dĩ, có chút chua xót. Trình Thanh Thông bị Tần Dĩ Nam luôn bảo trì yên tĩnh, chọc cho đáy lòng càng trở nên bất ổn. Nhiều lần cô muốn ngẩng đầu nhìn xem anh có phải rất tức giận hay không, nhưng lại không có can đảm. Cô cắn môi dưới, miễn cưỡng chống đỡ một lát ở trước mặt anh, thật sự chịu không nổi, muốn mở miệng nói cô về phòng trước. Kết quả còn chưa động môi một chút, người nấu bỗng nhiên tiến lên, ngồi nhải trong đêm khuya yên tĩnh, âm thanh có vẻ đặc biệt ôn hòa mềm mại. Tôi muốn đi nhà vệ sinh một chuyến, cô giúp tôi bưng đỡ ăn khuya vào trong phòng sách đi. Trình Thanh Thông bỗng chốc sững sờ, cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Trình Thanh Thông bỗng chốc sững sờ, cho rằng chính mình xuất hiện nghe nhầm. Anh sẽ dùng ngữ khí bình tĩnh hòa nhã như vậy nói chuyện với cô. Trình Thanh Thông cúi đầu rất lâu, vẫn không dám đi nhìn Tần Dĩ Nam, chậm rãi ngẩng đầu lên. Người đông ngoại trừ toàn nhìn rất mỏi mệt, trên trán hoàn toàn không giống như đối mặt với cô vào ngày thường, có ghét bỏ và trào phúng mà cô sợ nhất kia. Ánh mắt anh nhìn cô là một mảnh trong veo, vẫn là dáng dấp lần đầu tiên cô gặp và quen biết anh, dần dần yêu thích kia. Trình Thanh Thông nhìn Tần Dĩ Nam thất thần, cô cũng không dám nhúc nhích một chút, rất sợ vừa không cẩn thận, ảo giác trước mặt liền bị đánh tan, mặt mày ôn nhuận của người đàn ông biến thành giống như lợi kiếm giấu độc. Tần Dĩ Nam thấy Thanh Thông nhìn mình chăm chăm, mơ hồ một lúc lâu mới chớp chớp mắt với cô, trầm thấp mở miệng, âm điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói ra một tiếng cảm ơn, sau đó đứng tại chỗ một lát, liền vòng qua cái khay ở trên mặt đất, đi đến nhà vệ sinh. Đèn nhà vệ sinh sáng lên, cửa nhà vệ sinh đóng lại, lúc này Trình Thanh Thông mới hậu chi hậu giác, kinh hãi lấy lại tinh thần. Anh vừa nói ôn tồn chuyện với cô, hơn nữa còn là hai câu, tuy rằng là câu thứ hai chỉ là một câu cảm ơn đơn giản, rốt cuộc có phải cô đang nằm mơ không? Trình Thanh Thông âm thầm bấm bắp đùi mình một cái, bởi vì lực đạo quá ngoan quá mạnh, đau đớn khiến cho mi tâm cô hung hăng nhăn lại, suýt nữa không khống chế được kinh hãi hô ra tiếng. Hóa ra cô không phải đang nằm mơ, anh lại có thể thật dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện, kích động giống như mưa rền gió dữ, mỗi lúc bao phủ trên người, khắp toàn thân Trình Thanh Thông, khiến cho đáy mắt nhanh chóng hội tụ một tầng sương mù, tốc độ nhịp đập của cô nhanh hơn, cô thích thú không nhịn được liền dương cong khóe môi, nước mắt lại lăn xuống từ trên khóe mắt. Trong phòng vệ sinh, chuyển tới anh Tâm, bồn cầu bơm nước, Trình Thanh Thông vội vàng thu lại tinh thần, bước nhanh đi đến ngưỡng cửa phòng sách, khom người, bưng khay lên, đi vào trong phòng sách. Cô còn chưa đi đến trước bàn sách, Tần Dĩ Nam liền đi ra từ phòng vệ sinh, bước vào trong phòng sách. Trên bàn sách của anh chất đầy đủ loại văn kiện, Trình Thanh Thông miễn cưỡng tìm một chỗ trống để cái khay xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Dĩ Nam. Anh vẫn là bộ dáng rất ôn hòa kia, không có bất kỳ dấu vết chuyển biến tức giận hay không vui. Mặc dù như thế này, đáy lòng Trình Thanh Thông vẫn không có đáy, cô chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng rũ tập bắt xuống. Nhỏ giọng nói, ăn khuya thời dịp ăn nóng đi, nếu không sẽ ngồi. Ừ, Tần Dĩ Nam khẽ gật đầu, kéo ghế làm việc ra ngồi xuống. Thái độ không tức giận của anh khiến cho lo sợ sợ dệt của Trình Thanh Thông biến mất một chút. Cô vừa thấy anh đồng ý, lập tức liền bưng chè trôi đến trước mặt anh, còn lấy một cái muỗng đưa tới trong tay anh. Lúc trước khi anh và cô kết hôn, anh khó khăn sẽ trách bận việc vào ngày đêm, chậm chạp không thể đi ngủ. Cô sẽ luôn nấu các loại ăn khuya cho anh, đưa đến phòng sách của anh. Chẳng qua lúc đó gan cô lớn hơn bây giờ rất nhiều, không phải lén lén để thức ăn khuya xuống, gõ có cửa nên nhanh chóng né tránh. Lúc đó cô sẽ nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng sách anh ra, đi vào trong. Nếu như anh bận, cô liền đứng yên tĩnh chờ một bên. Nếu anh không bận, cô liền bảo thừa dịp thức ăn còn nóng như vừa rồi. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm muỗng Trình Thanh Thông đưa tới trước mặt mình, hốt hoảng một trận mới tiêu hồi tinh thần. Lúc anh giơ tay lên nhận lấy muỗng, chạm vào đôi mắt to đen nhánh trong suốt của cô đang nhìn chằm chằm anh. Anh nhìn thấy một chút bất an từ đáy mắt của cô.
có lẽ là sợ anh đi. Trước khi anh chưa kết hôn với cô, ấn tượng của anh với cô có thể là làm trợ lý của xí nghiệp Tống Ngô Thị. Sau khi kết hôn, anh mới biết thật ra cô không giống các khác gì Tống Tống. Trong xương chính là một nữ sinh nhỏ, thích quần áo hồng nhạt, thích trang sức đẹp, lúc nhận được khi nghỉ cũng sẽ cười vui vẻ, giống như là một đứa trẻ. Mà hiện tại từ sau khi cô ly hôn với anh, mỗi lần cô đơn, cô độc đối mặt với anh, đôi mắt sẽ luôn là loại ánh mắt kinh sợ này. Người trở nên rất trầm tĩnh, không hoạt bát và sinh khí giống như lúc trước. Thần Dĩ Nam cảm thấy mình giống như là chúng ta. Đêm nay, nó không hiểu gì sao nghĩ đến trước đây, thậm chí còn chúng ta sau khi nuốt ngụm nước trẻ trôi vào trong bụng, ngẩng đầu, hơi kéo khóe môi với cô một chút. Ý cười của anh không rõ ràng, nhưng nó đủ cho cô biết anh cười với cô. Cô bỗng chốc lại biến thành bộ dáng anh vừa bảo cô bưng đồ ăn kia vào trong phòng sách kia. Khuôn mặt không dám tin tưởng, nhưng mà lần này cô rất nhanh để lấy lại tinh thần, không giống lúc ở vừa ở trong cửa phòng sách ngây ngốc một lúc lâu. Anh nhìn ra được cô rất kích động, rồi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cô cúi đầu nhìn trong cái gạt tàn thuốc đều đầy tàn thuốc, bưng đi đổ giúp anh vào trong thùng rác. Bước chân cô bước trở về linh động giống như là linh tinh. Cô mơ hồ thần thái hoát bát giống là trước mặt anh vào lúc trước. Anh lại nói với cô, lại cười với cô, gan cô lớn hơn rất nhiều, giúp anh thu dọn phòng sách hỗn loạn một chút. Sau đó, lúc anh đối diện với một bàn văn kiện bận rộn, cô còn hỏi một câu. Đầu tư của công ty rất phiền toái sao? Nghe đến câu hỏi này, Tần Dĩ Nam bỗng trông ngây ngẩn, có chút bực bực làm sao cô biết được. Trịnh Tông giải thích đơn giản. Tôi nghe đồng nghiệp trước đây nói. Cũng đúng, cô có không ít đồng nghiệp, đều là trong khu vực thương mại, nếu việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu chuyển ngàn dặm. Cô biết cũng không kỳ quái. Tần Dĩ Nam rũ mắt xuống, tiếp tục chỉnh sửa văn kiện, chỉ là trong miệng vẫn mở miệng nói với cô. Còn may không hoàn toàn đến mức là tàn tạ. Ngày mai đầu tư của Kim Trạch hẹn tôi gặp mặt, hiện tại tôi muốn phải chỉnh sửa tư liệu suốt đêm. Đầu tư của Kim Dực chính là Kim Trạch. Quả nhiên giống như cô đoán, điện thoại nghe vào buổi tối là Kim Trạch gọi tới. Vậy thì tốt, công ty bọn họ cũng không tệ, năm nay đầu tư rất nhiều xí nghiệp. Trịnh Thiên Thông giả vờ thành một bộ dáng nói chuyện phiếm, nói đơn giản hết câu, sau đó nhìn thoáng qua văn kiện chất đầy bản của Tần Dĩ Nam. Đêm nay muốn chỉnh sửa những thứ này sao? Tần Dĩ Nam thật là bận điên, ư một tiếng rất nhạt, nên lật mở một phần văn kiện khác ra. Trịnh Thiên Thông xuất thân là thư ký, lúc trước khi Tần Dĩ Nam vừa mới lập công ty, về nhà cũng thường xuyên bận như vậy. Lúc cô thấy anh hơn nửa đêm vẫn không thể đi ngủ, sẽ anh vừa xuất viện, thân thể không chịu nổi, sẽ hỏi anh có muốn cô giúp đỡ hay không. Dần dà anh liền bị cô dưỡng thành thói quen, mỗi lần anh bận đến thật sự một mình lo không hết được, sẽ gọi cô tới giúp đỡ. Trịnh Thanh Thông nhìn chằm chằm văn kiện cao như một ngọn núi nhỏ, ngẫm nghĩ, lên tiếng hỏi. Có cần tôi giúp một tay không? Hiện tại giúp cô không phải trước đây, đến chủ động mở miệng giúp đỡ, ngay cả có một chút niềm tin cũng không đủ. Trịnh Thanh Thông cắn cắn khóe môi một chút lại nói. Trước đây lúc tôi ở Tô Thị đã từng giao thiệp với đầu tư của Kim Dực, tôi biết rõ một ít tình huống bên họ, có thể giúp anh. Động tác lật xem văn kiện kia của Tần Dĩ Nam có vẻ hơi chần chờ, anh nhìn chằm chằm văn kiện, không có ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hơi hốt hoảng. Anh mơ hồ nghe giống như thấy lời của Trình Hưng Tông đã từng nói với anh. Dĩ Nam, em giúp anh xử lý cái này nha, em am hiểu nhất đó. Còn có cái này, Dĩ Nam, đối với em mà nói không hề đơn giản hơn. Trước đây lúc em ở xí nghiệp Tô Thị, không biết xử lý qua bao nhiêu phần văn kiện tương tự rồi, nhắm mắt cũng có thể làm đến tốt nhất. Dĩ Nam, thứ này em đều đã xử lý xong, anh bận xong rồi sao? Còn cái đó có thể chia cho em làm không? Dĩ Nam. Lúc bọn họ vừa mới kết hôn, cô đều gọi anh là Tần Tiên Sinh hoặc là Tần Dĩ Nam. Về sau có lần không biết thế nào, anh liền buột miệng nói ra cô là Thanh Thông. Sau khi hôn xong, anh và cô còn sững sờ, không khí trở nên đặc biệt ái muội, mặt cô càng lúc càng hồng, sợ là đang ngượng ngùng. Đứng lên liền muốn rời đi, lại bị anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô ngồi lại trước mặt anh. Sau đó, anh nói với cô, lý do công bằng, về sau anh cũng gọi tên anh ít đi một chữ, gọi là anh Dĩ Nam. Cô nghe được lời nói của anh, mặt trở nên càng đỏ, cúi đầu không nói một lời. Lúc đó anh một lòng nghĩ là muốn trả thù cô, muốn nhìn một chút rốt cuộc lực cản của anh đối với cô lớn bao nhiêu, liền ấm giọng ôn khí, dỗ cô gọi anh một tiếng Dĩ Nam thử xem. Cuối cùng cô không chịu được, chậm rãi dỗ dành của anh, xong nói nhẹ nhàng đọc ra một câu Dĩ Nam. Sau khi nghe được, cười thầm thấp ra tiếng, nhưng hình như rất thích thú. Trên thực tế lúc đó anh lại thấy bộ dáng e lệ rụt rè của cô, đáy lòng chỉ có cười lạnh trào phúng. Có lẽ
Chính là bắt đầu từ khi đó, cô sửa miệng, mỗi ngày đều gọi anh là dĩ nam, cô dần dần ở trước mặt anh nhiều hơn, có chút bực tức cũng thích phát tiết với anh. Anh mỗi lần đều giả vờ bộ dáng rất kiên nhẫn, nhìn giống như đắm chìm ở trong đó, thật ra chỉ có mình anh biết. Lúc đó, anh luôn bảo trì tư thế tỉnh táo nhất, thở ơ lạnh nhạt, cô từng chút một rơi vào cạm bẫy anh bố trí. Tần Dĩ Nam trầm mặc rất lâu cũng không nói tiếp, Trình Thanh Thông cho rằng đây là anh cự tuyệt, không tiếng động, loại vui sướng hiện ra bởi vì anh ôn hòa nói chuyện và cười nhạt với cô, nhất thời tiêu tán sạch sẽ khô ráo. Cô lúng túng cắn cắn môi dưới, lùi về phía sau một bước, mở miệng, giọng nói dễ nghe rất mềm mại nhưng lại phát lẫn một chút mất mát nhạt nhạt. Vậy anh bận, tôi đi về phòng nghỉ ngơi. Tần Dĩ Nam bị lời của Trình Thanh Thông đến miệng nói lần nữa cắt đứt trầm tư, anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông. Cô gái đúng lúc xoay người, bỗng lưng đi về phía ngưỡng cửa phòng sách, có vẻ đặc biệt cô đơn và suy sụp. Chẳng biết vì sao, đến lòng Tần Dĩ Nam tuôn ra một cỗ không nhẫn tâm, lý trí của anh còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, cảm tính đã thúc đẩy anh làm ra hành động. Lấy phần văn kiện, mở miệng. Làm phiền cô. Trình Thanh Thông dừng bước lại, không tưởng tượng nổi quay đầu, nhìn văn kiện trong tay Tần Dĩ Nam sững sờ vài giây. Kéo môi, nở nụ cười, bước nhanh quay trở lại trước bàn làm việc, lấy văn kiện. Sau đó, liền ôm đến ghế sofa nhỏ mà mình thích ngồi trước đây, mở văn kiện ra nghiêm túc xem. Qua khoảng 5 phút, Tần Dĩ Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Thông. Bên cạnh cô lúc đó có ánh đèn bàn đúng rơi xuống, ánh đèn nhàn nhạt chiếu trên người cô, chiếu rõ ngũ quan tinh xảo của cô. Tóc cô túy rơi ra sau gót, bởi vì quá dài, lúc cúi đầu làm việc, có sợi che tầm mắt, mang một cái dây cột tóc hoàn toàn khác với các anh mặc trí thức lúc đi làm, thoạt nhìn trông muốn nhỏ hơn nhiều tuổi. Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm hình ảnh kia rất lâu, mũi cúi đầu bận rộn lên, vừa bận chính là suốt cả đêm. Chờ đến sau khi tất cả công việc đều giải quyết xong, đã là 7 giờ sáng. Tần Dĩ Nam gõ chữ cuối cùng lên máy tính, dựa vào trên ghế làm việc, xoa xoa bờ vai có chút đau nhức, đứng lên, giãn gân giãn cốt, đi ra một thoáng, sau đó tầm mắt chậm rãi rơi xuống ghế sofa ở nơi không xa. Trình Thanh Thông rúc vào phía trên, nghiêng đầu nhắm mắt ngủ tiếp đi rồi. Động tác vươn vai của Tần Dĩ Nam chậm rãi dừng lại. Anh đứng yên tĩnh ở trước bàn làm việc một lát, bước đi về phía Trình Thanh Thông. Có lẽ do một đêm không ngủ, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, chú Minh Tâm mang theo một chút uể oải. Trong phòng mở điều hòa, cô chỉ mặc một kiện áo ngủ mỏng manh, hẳn là đã lạnh, bờ vai rụt lại thành một đoàn, thoạt nhìn giống như một con mèo đáng thương tội nghiệp. Tần Dĩ Nam đứng ở bên cạnh đèn đặt ở dưới đất, yên tĩnh nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông một lúc lâu, mới khom người nhận lấy phần văn kiện từ trong tay cô, rút ra, sau đó nhẹ nhàng ôm cô lên. Có lẽ cô thật là rất lành, vừa rơi vào trong cái ôm có trong lòng anh nên bản năng theo chui vào trong lòng anh. Cô ngủ say không biết cử động nhỏ lúc mê này đã khiến cho Tần Dĩ Nam giống như là bị điện giật, toàn thân rung năng run rẩy. Sau đó trái tim liền đột nhiên mất đi khống chế, nhảy đặc biệt lợi hại. Tay Tần Dĩ Nam ôm Trình Thanh Thông chặt nên hơi cứng đờ, đầu ngón tay động nhiều lần mới ôm chặt cô, bước đi ra khỏi thư phòng, trở về phòng ngủ chính. Động tác Tần Dĩ Nam dịu dàng đặt Trình Thanh Thông ở trên giường, kéo chăn mềm che kín ở trên người cô, sau đó tận tế ngồi xuống bên giường nhìn chằm chằm cô đang ngủ say. Xem Tần Dĩ Nam liền chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở trên gò má Thanh Thông. Anh ơi vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó đầu ngón tay liền rơi trên gò má của cô, chỗ chót mũi, trên làn môi. Đầu ngón tay Tần Dĩ Nam nhẹ nhàng vuốt ve phía trên một lúc, cả người bỗng nhiên liền cúi tiến đến gần môi Trình Thanh Thông. Bốn cánh môi chạm nhau, một cỗ luồng điện lãnh nhiệt truyền khắp toàn thân Tần Dĩ Nam, giật cho anh nổ tung trong nháy mắt, không có cách gì ức chế. Hô hấp của Tần Dĩ Nam trở nên hơi dồn dập, và lúc đầu lưỡi của anh sắp không khống chế được cậy mở môi răng cô, anh mới đột nhiên ý thức được rốt cuộc mình đang làm cái gì. Vì anh tại sao lại bỗng nhiên không khống chế được mà hôn cô? Vì sao vừa rồi lúc nhìn thấy cô núp ở trên ghế sofa ngủ, đáy lòng lại sẽ có một loại cảm giác thương tiếc? Vì sao anh lại ôm cô trở về phòng ngủ còn đắp kín mền tỉ mỉ như vậy? Rõ ràng anh thích Tống Tống, thậm chí lúc trước anh còn vì Tống Tống không chút do dự vứt bỏ sinh mệnh. Dù bây giờ Tống Tống gả cho tôi chi niềm sinh hạ tiểu hạt vừng, trôi qua vô cùng hạnh phúc, nhưng anh chưa từng quên qua Tống Tống. Và lúc trước anh đối tốt với Trình Thanh Thông chẳng qua vì chính đánh nửa dối của anh đối với cô, nhưng vì sai nhiều Tống Tống sẽ làm ra nhiều phản ứng không cách gì giải thích được như vậy với cô. Tần Dĩ Nam bị nghi vấn trong đáy lòng mình chấn động đến có chút kinh hoàng. Anh vội vàng đứng lên từ trên giường, nhanh chóng vào đoạt trong phòng thay quần áo, lấy một bộ âu phục, liền đi ra phòng ngủ chính.
Chương 1037, anh có thể tha thứ cho em không? Tần Di Nam tắm một trận trong phòng tắm ở trong phòng khách. Anh thay quần áo sạch sẽ, sau khi đi ra, đứng ở trong phòng khách nhìn chằm chằm cửa sổ phòng ngủ khép kín. Một lát, xoay vào phòng sách, lấy tư liệu đã chỉnh sửa tốt vào tối qua, rời khỏi nhà. Trình Thiên Tông đã ngủ không biết bao lâu nên tỉnh lại. Sáng sớm mẹ Trình lên máy bay, chơi liên tục nhiều ngày như vậy, mẹ Trình cũng mệt mỏi. Hôm nay không đi đâu hết, chỉ ở trong nhà hưởng thụ một ngày thích ý với Trình Thiên Tông. Ban đầu Trình Thiên Tông còn ra vẻ bên ngoài không có việc gì tán gẫu với mẹ, xem tivi. Cho đến khuya qua buổi trưa, cách 6 giờ rưỡi chạng vạng ngày càng gần, Trình Thiên Tông trở nên càng lúc càng nóng nảy. Mẹ Trình phát hiện sự khác thường của cô, nhưng không được hỏi cô làm sao. Trình Thiên Tông lắc đầu, biểu thị không có việc gì, nói tối qua giúp Tần Dĩ Nam xử lý văn kiện hơi muộn, ngủ không đủ nên nhức đầu. Mẹ Trình đương nhiên là thật, thúc giục Trình Thanh Thông về phòng ngủ một lát. Trong lòng Trình Thanh Thông che giấu tâm sự, cô sợ lộ ra thơ hở trước mặt mẹ nên dứt khoát thuận theo lời mẹ về phòng ngủ trưa. Đó là ngủ trưa, Trình Thanh Thông nhắm mắt lại, trong óc lại đốt đang vùng với quyết định của mình. Cô chưa từng nghĩ đến cuộc đời này của cô sẽ gặp phải hai lần lựa chọn tương tự. Lần đầu tiên cô vì đại bốt thử nhân dịp lúc Tần Dĩ Nam say rượu trèo lên giường của anh, lần này cô vì Tần Dĩ Nam. Thật ra khi Trình Thanh Thông biết lúc mình đi tìm Kim Trạch lần nữa nên đã nghĩ xong kết cục của mình. Cô chưa từng vô cố phản phối yêu đại bốt bao nhiêu năm nay, bây giờ cô lại vô nghĩa phản cố yêu Tần Dĩ Nam bấy nhiêu, hoặc là nói càng yêu hơn. Loại tình yêu này không giống với tình cảm của cô đối với đại bốt vào lúc trước. Cô thích đại bốt nhưng không nghĩ muốn ở cùng một chỗ với đại bốt. Cô hy vọng đại bốt có thể hạnh phúc, dù hạnh phúc đó không phải là cho cô cũng không sao cả. Nhưng Tần Dĩ Nam không giống. Cô thích Tần Dĩ Nam, nhưng cô lại càng muốn ở cùng một chỗ với Tần Dĩ Nam. Cô cũng muốn Tần Dĩ Nam hạnh phúc, nhưng cô càng hy vọng hạnh phúc của Tần Dĩ Nam là do cô cho. Lúc trước anh bởi vì cô lừa dối, hung hăng đánh trả cô, không cần cô, nhưng đáy lòng cô vẫn ôn tồn ảo tưởng một ngày nào đó anh có thể tha thứ cho cô, ảo tưởng có một ngày cô còn có thể ở cùng với anh. Có loại tình yêu là yêu ngưỡng mộ, nhưng có loại tình yêu là muốn yêu cả đời. Cô từng vì phần tình yêu ngưỡng mộ kia cam tâm hy sinh nhiều như vậy. Bây giờ đây, cô vì phần tình yêu muốn qua cả đời này, sao lại liếm tiếc hy sinh như vậy? Có nước mắt từ đáy mắt Tỉnh Thanh Thông chậm rãi chảy xuôi xuống. Cô rất khổ sở. Cô khổ sở không phải vì vì cả đời mình liên lụy hủy như vậy. Cô khổ sở là vì từ nay về sau, ảo tưởng Tần Dĩ Nam có thể tha thứ cho cô, ảo tưởng Tần Dĩ Nam có thể ở cùng một chỗ với cô sẽ không thực hiện được nữa. Ảo tưởng của cô chỉ có thể là ảo tưởng. Trình Thanh Thông hung hăng cắn chặt góc chăn. Mới lên dám dậy cho mình cản giữ không lên. Cô sợ mẹ nghỉ nghe xong tiếng khóc, khóc rất kiềm nén, khóc đến toàn thân đều cuộn tròn ở trên giường, khóc đến cuối cùng thật sự không còn khí lực. Cô mới xoa xoa gò má lung tung, ngồi dậy, sau đó liền lấy điện thoại di động, nhấn tên Kim Trạch, nhanh chóng đánh một hàng chữ ở phía trên, không còn chút xíu do dự và dừng lại liền gửi đi. Phản ứng của cô rất quyết tuyệt, giống như tất cả tâm cô bằng lòng hy sinh vì Tần Dĩ Nam cũng rất quyết tuyệt. Nội dung cô gửi kinh tin nhắn cho Kim Trạch là: điều kiện của anh tôi đáp ứng. Có lẽ có khoảng 20 phút sau, Kim Trạch liền hồi âm cho Trình Thanh Thông. Nội dung giống như tin nhắn Trình Thanh Thông, dứt khoát trực tiếp: số chứng minh thư. Tuy rằng Trình Thanh Thông không biết Kim Trạch muốn số chứng minh thư làm cái gì, nhưng vẫn gửi qua tranh 18 con số. Lần này Kim Trạch trả lời rất nhanh: tôi đặt máy bay cho em, chuyến bay buổi trưa ngày mai, bay Thượng Hải, đến sân bay sẽ có người đón em. Trình Thanh Thông vừa xem xong thông tin nhắn, dòng tin nhắn kế tiếp của Kim Trạch liền xuất hiện trên màn hình điện thoại di động: chỉ cần em được người tôi phải đi đón được, anh ta sẽ lập tức điện thoại cho tôi. Sau khi nhận được điện thoại, tôi liền lập tức phân phó ngân hàng chuyển tiền cho Tần Dĩ Nam. Nhà Kim Trạch đúng thật là ở Thượng Hải. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động chăm chú một lúc mới đáp: tôi biết rồi. Kim Trạch không trả lời lại cô. Trình Thanh Thông vừa định xóa sạch ghi chép tin nhắn, điện thoại di động liền nhấn động một cái, là tin nhắn của Kim Trạch: tối ngày mai tôi bay đến trước Pháp, một tuần sau sẽ trở về Thượng Hải. Trong thời gian một tuần này, chỉ cần em không rời khỏi Thượng Hải, tùy em làm cái gì, ngày mai người đón em sẽ cho em một tấm thẻ, tiền bên trong tùy em tiện xài. Ngoài ra, tôi có thể sắp xếp cho em một chỗ ở lại Thượng Hải. Buổi tối cuối tuần, tôi sẽ đi qua, em chuẩn bị tốt. Buổi tối một tuần sau, tôi sẽ đi qua, em chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt, bốn chữ kia rốt cuộc là đại biểu cái gì, Trình Thanh Thông không phải không biết. Sao mà cố tái nhợt, điện thoại di động trên tay trượt nặng từ đầu ngón tay lên trên giường.
Đầu óc cô trống rỗng rất lâu mới nhặt điện thoại di động lên, trả lời chốt Kim Trạch một chữ ừ, sau đó liền xóa bỏ tin nhắn. Chuyến bay mẹ Trình vào sáng sớm, 5 giờ sáng liền phải xuất phát, ăn cơm tối không bao lâu liền nhập mộng. Tần Diễn Nam còn chưa có trở lại, hai ngày nay cô thiếu giấc ngủ nghiêm trọng nhưng lại không có chút xíu buồn ngủ nào. Ôm đầu gối ngồi trên ghế sofa, mở tivi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bóng đêm tối om bên ngoài cửa sổ. Vào khoảng 9 giờ, điện thoại của Trình Thanh Thông vang lên là một tin nhắn Kim Trạch gửi tới, chụp là chỗ ký thêm một phần hợp đồng, phía trên là tên của Tần Diễn Nam và Kim Trạch ở song song cùng một chỗ. Ngoại trừ bức ảnh này, Kim Trạch không gửi tới một chữ, nhưng Trình Thanh Thông lại hiểu ý tứ của anh. Anh ta là muốn đang nói với cô, anh ta là làm xong giao hẹn của bọn họ, nhắc nhở cô ước hẹn của cô. Một giây trước khi Trình Thanh Thông vừa xóa sạch tin nhắn, sau một giây cửa phòng khách liền chuyển tới tiếng vang nhập mật mã vào. Trình Thanh Thông để điện thoại di động xuống, đứng từ trên ghế sofa, còn chưa đi hai bước, cửa liền bị đẩy ra, Tần Diễn Nam đi vào. Bước chân của anh thoạt nhìn có chút không ổn định, đứng ở chỗ cửa nhà bị tù dày, lung ta lung lay kéo dày. Trình Thanh Thông nhăn mày một chút, rất nhanh nên phản ứng kịp. Tần Diễn Nam là đang uống rượu. Cô bước nhanh đi đến trước mặt anh, cúi người xuống giúp anh cởi bỏ dây giày, sau đó lấy dép lê từ trong tủ ra bày biện ở trước mặt anh. Trình Thanh Thông ngồi xổm xuống rất lâu, thấy Tần Diễn Nam không có động tĩnh, có chút buồn bực ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy người đàn ông đang cúi đầu, đang bình tĩnh nhìn mình chăm chú. Tuy rằng toàn thân anh đều là mùi rượu, nhưng ánh mắt lại rõ ràng bên trong còn sáng rỡ ôn nhuận thân thiện. Trình Thanh Thông nhìn đến tim đột nhiên liền nhảy nhót nửa nhịp. Anh và cô nhìn nhau rất lâu, anh mới thu tầm mắt, cởi giày, đổi dép lê. Theo cử động của anh, cô cũng tỉnh táo lại theo, đứng dậy từ dưới đất, đi theo phía sau lưng hơi ổn định của anh, đi vào trong phòng ngủ chính. Tần Diễn Nam đứng ở bên giường, thân hình lay động cởi áo khoác âu phục ra, nên bước vào trong phòng tắm. Cho đến khi bên trong chuyển tới tiếng nước chảy, Trình Thanh Thông mới xoay người đi ra khỏi phòng ngủ chính, đi phòng ăn rót một ly nước ấm. Tần Diễn Nam tắm rửa xong đi ra, đầu tóc còn chưa lau, trực tiếp nằm ở trên giường. Trình Thanh Thông sợ anh cảm lạnh, vội vàng vào trong phòng tắm, lấy một tấm khăn lông khô ra, giúp Tần Diễn Nam thấm ly nước ở trên tóc, lại lấy máy sấy tới đây, giúp anh sấy khô từng chút một. Tần Diễn Nam vẫn luôn không ngăn trở Trình Thanh Thông bận rộn, anh nhắm mắt lại, hình như là ngủ. Trên thực tế ý thức thanh tỉnh đáng sợ, thậm chí anh còn có thể cảm nhận rõ ràng lúc đầu ngón tay của cô xuyên qua tóc anh tạo theo một cảm giác thoải mái nhỏ nhặt. Sau khi sấy khô gấp, Trình Thông rút gối bị ẩm ướt đi, lần nữa nhét một cái gối mới ở dưới đầu Tần Diễn Nam, sau đó đứng dậy, kéo đệm chăn, che chở trên người anh. Tần Diễn Nam chưa từng mở to mắt một chút, vẻ mặt của anh thoạt nhìn bình tĩnh ôn hòa. Trình Thanh Thông đánh bảo, nhìn chăm chăm quan sát anh một lát, sau đó cúi người cầm máy sấy tóc cô để một bên. Lúc vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, cổ tay lại bị Tần Diễn Nam bắt được. Thân hình Trình Thanh Thông cứng đầu một chút, chậm rãi quay đầu. Người đông vẫn nhắm mắt lại, trong mình thì đang nói chuyện. Bởi vì thanh âm rất thấp, Trình Thanh Thông không nghe rõ, cô hả mấy tiếng. Thấy Tần Diễn Nam còn đang lẩm bẩm lộn xộn, liền hơi cúi đầu. Lúc này cô mới nghe rõ ràng lời nói trong miệng anh. Hôm nay tôi rất vui vẻ. Cô biết không, tôi suy nghĩ cho rằng lần này tôi muốn xong rồi. Không nghĩ tới trời cao cho tôi một cơ hội tốt như vậy, cho nên để cho một nhà đầu tư chạy đi, lại lấy thêm một phong đầu càng tốt hơn. Anh luôn nói không ngừng, giống như là lời nói của người say. Trình Thanh Thông từng gặp bộ dáng Tần Diễn Nam say đến rối tinh rối mù, cô biết anh lúc này nhiều nhất là có chút ngả ngả say, chẳng hề nghiêm trọng, nếu không sẽ không nói đến trật tự rõ ràng như vậy. Tôi đã rất lâu không có sảng khoái như vậy, sau khi nhận được số tiền kia, sản phẩm liền có thể chính thức lên dây chuyền rồi, tôi tin sản phẩm của tôi sẽ nhận được sự công nhận của mọi người. Tần Diễn Nam nói, bỗng nhiên cổ tay dùng sức một cái, bỗng chốc kéo Trình Thanh Thông ngã vào trong lòng anh. Có lẽ qua 1-2 năm, công ty liền có thể đưa ra thị trường. Trình Thanh Thông cảm giác được Tần Diễn Nam rất vui vẻ, cũng là rất hưng phấn. Cô dán ở trên lồng ngực của anh, nghe nhịp tim của anh, uốn cong khóe môi một chút, nhưng hốc mắt của cô lại chua xót lên. Anh vui vẻ là được rồi, anh vui vẻ là được rồi, điều này nói rõ là cô trả ra cái giá xứng đáng. Tần Diễn Nam vẫn không có mở to mắt, anh dựa vào giác quan làn môi, chuyển đến bên tai Trình Thanh Thông, dán ở trên lỗ tai của cô, mang theo vài phần thỏa mãn than thở. Em có cảm thấy cao hứng thay tôi không? Anh hơi không đợi cô hồi đáp, lại truy hỏi lên. Có hay không? Có hay không? Trình Thanh Thông áp chế sương mù nơi đáy mắt, nói giọng rất nhỏ. Có. Cô sợ anh không nghe rõ, từng chút một tiếp tục nói. Em rất cao hứng cho anh. Trình Thanh Thông vừa dứt lời, môi của Tần Diễn Nam liền chọc ghẹo gò má từ bên tai cô, chợt đến môi cô, hơi ma sát hai cái, nên đột nhiên ngậm chặt môi cô.
Trình Thanh Không khiếp gái, kinh sợ bỗng mở to hai mắt. Tuy rằng anh và cô có đếm vài lần ra thì thân thiết, nhưng đây là lần thứ ba anh hôn cô. Lần đầu tiên là anh uống say coi như cô như Tống Thanh Xuân, lần thứ hai là ở trên sườn núi, anh mang cô đi ngắm sao, cúi dẫn cô vào trầm mê lên hôn cô. Đây là lần thứ ba, hai lần trước đều là có ý đồ riêng, nhưng lần này, Trình Thông cảm giác được anh hôn cô càng lúc càng cực nóng, càng lúc càng điên cuồng, cô khẩn trương đến không dám thở mãi. Mãi cho đến khi cô sắp ngắt thở, anh mới ngừng lại, anh dán lên môi cô không rời đi, cô ngây ngốc ở trong miệng thở sâu, chọc cho anh cười trầm thấp lên tiếng. Sau đó, chậm rãi cắn chặt môi cô, hôn đến đặc biệt dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, rất có kiên nhẫn dùng đầu lưỡi của anh khiêu khích đầu lưỡi của cô. Nhiệt độ trên người anh và cô dần dần lên cao, anh ấn eo cô, liều mạng dán người lên người cô. Thân thể cô mềm mại, lúc đẩy lực đạo mút tỏa thích môi cô của anh bắt đầu gia tăng. Tay anh không thành trật tự từ cổ tay của cô, trượt vào trong váy của cô. Anh vuốt ve da thịt cô, khiến cho thân thể cô không ngừng run rẩy nhỏ. Không khí càng lúc càng kiểu diễn. Môi của Tần Sĩ Nam hướng về cổ Trình Hinh Thông một đường dài xuống, hô hấp của anh bắt đầu trở nên dồn dập, anh đắm chìm ở trong tốt đẹp không cách gì tự giải thoát ra của cô. Anh không cầm lòng nổi, dán lên da thịt mềm mại của cô thì thào ra tiếng Thanh. Anh chỉ là một chữ Thanh, thanh âm liền bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Môi anh dừng lại động tác trên da thịt cô, anh thấy nhìn suýt nữa không khống chế được hô lên Thanh Thông. Sao anh lại gọi tên cô, anh điên rồi sao? Tần Sĩ Nam lúc này ngụ nước bọt, hơi thích rời môi ra khỏi xác thịt cô một khoảng cách. Anh cảm giác được thân thể mình tràn ngập khát vọng với cô, anh nỗ lực kiềm nén cảm xúc của mình, làn môi mím chặt tầm tư một lát. Bỗng nhiên, nghiêng đầu, tiến về bên tay cô, cắn dài tay cô, cảm nhận thân thể cô càng trở nên mềm nhũn, sau đó là nước thốt ra. Thanh Xuân, anh rõ ràng cảm giác được thân thể cô trong ngực như hóa đá, chợt trở nên vô cùng cứng đờ. Anh giả bộ không phát giác ra, tiếp tục cắn môi lẩm bẩm một câu. Thanh Xuân. Thân thể cô đột nhiên khẽ run rẩy, tay thì nắm chặt gối ở đầu dưới gầu của anh. Thành, Tần Dĩ Nam tiếp tục lẩm bẩm chữ này lần thứ ba, sau đó liền giả vờ say ngà ngà, đột kích, không nhúc nhích nữa. Anh nỗ lực khiến cho hớp của mình trở nên đều đặn, trở nên lâu dài, liền giống như đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, cô gái nằm sấp ở trên người anh, nhẹ nhàng dãy thoát từ trong lòng anh. Lúc cô đứng lên, có hai giọt nước mắt nện ở trên mặt anh. Tay anh giấu trong chăn mềm, đột nhiên nắm chặt căn trải giường, nỗ lực duy trì bộ dáng an tĩnh ngủ say của mình. Anh có thể cảm giác cô đứng ở bên giường một lát, sau đó mới xoay người lặng lẽ rời đi. Anh nghe thấy cô đi đến ban công, sau đó là tiếng vang cửa kính bị lùa nhẹ kéo ra. Có gió đêm từ từ thổi tới, cửa rất nhanh liền được đóng lại, trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh kỳ lạ. Lúc này Tần Dĩ Nam mới chậm rãi mở mí mắt ra, ánh mắt anh nhìn chằm chằm trần nhà hết sức phức tạp. Thẳng đến vừa rồi anh mới kinh ngạc phát hiện anh lấy được hợp đồng đầu tư của Kim Dực, tối nay mở tiệc chúc mừng với nhân viên trong công ty. Nhưng vừa bắt đầu không bao lâu, anh liền rời khỏi tiệc chúc mừng, nói tài xế đưa về nhà. Trên đường về nhà, anh không rõ chính mình sốt ruột trở về nhà như vậy làm cái gì. Thẳng đến khi anh đẩy cửa ra, nhìn thấy Trình Thanh Thông ngồi xổm ở trước mặt anh cởi dây giày cho anh, đặt dép lê, anh mới rõ ràng sở mỹ mình sốt ruột trở về như vậy là muốn chia sẻ vui sướng của anh với cô. Anh muốn nói với cô, anh đã thành công lấy được đầu tư của Kim Dực, sản phẩm của anh có thể lên dây chuyền đúng hẹn, công ty anh biến nguy thành an. Anh ý thức được ý nghĩ chân thật của mình, giống như chạy trối chết khi cô ngủ say bên cạnh vào sáng sớm, đáy lòng tràn ngập kinh hoàng. Anh vội vàng truyền rời tầm mắt nhìn cô chằm chằm, đổi dép liền nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ, đi nhà vệ sinh, mượn tắm rửa, tâm anh thật vất vả mới lắng xuống được. Mấy ngày nay anh gần như đều không có nghỉ ngơi, ngâm tắm nước nóng, đều bức ra hết mệt nhọc toàn thân anh. Anh tắm rửa xong, đến tóc cũng lười lau, trực tiếp nằm xuống ở trên giường, nhưng cô lại kiên nhẫn thân thiết lau tóc sấy tóc cho anh. Một loạt cử động này của cô lần nữa trộm lấy tâm anh đến lòng trời lở đất. Anh không khống chế được liền kéo cô đến trong ngực, nói liên miên cằn nhằn. Anh cho rằng anh giả bộ dáng say rượu nói ra ý nghĩ trong đáy lòng anh với cô, anh liền sẽ không lo lắng như vậy nữa. Nhưng anh không nghĩ tới, anh chẳng những muốn hôn cô, còn thiếu một chữ liền gọi tên cô. Anh bị chính mình làm như vậy dọa đến, anh không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì. Có lẽ là anh sợ bị cô nhìn ra một chút nội tâm quấn quýt của anh, cũng có lẽ anh sợ hối hận vì lúc trước một lòng một dạ tàn nhẫn đánh trả cô. Tóm lại anh rất sợ hãi, anh cũng rất chán ghét loại sợ hãi này, cho nên anh nghĩ cũng không nghĩ, liền lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn nhất, quyết định chấm dứt tất cả chuyện này. Anh rất hèn hạ, rất vô sỉ gọi tên Tống Tống. Anh nghĩ như vậy cô khẳng định sẽ chết tâm. Anh nghĩ ngày mai sau khi mẹ Trình đi, anh và cô liền hoàn toàn không có quan hệ gì nữa rồi. Anh nghĩ sau này khẳng định anh sẽ không có loại sợ hãi vừa rồi nữa.
nhất định sẽ như anh nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ như anh nghĩ như vậy. Tần Di Nam không ngừng khẳng định với chính mình ở dưới đáy lòng, anh nỗ lực khiến cho chính mình quên mất vừa đau đớn lưu lại khi nước mắt cô gái rơi trên mặt mình vừa rồi. Anh nỗ lực khiến cho chính mình xem nhẹ cô gái đứng ở trên sân thượng đó. Anh nỗ lực khiến cho chính mình không có nghe thấy cô gái trốn tránh ở trên sân thượng, nén nén nức nở. Anh nỗ lực khiến cho vừa buồn ngủ, vừa uể oải của mình cuốn lấy toàn thân mình. Anh nỗ lực nắm mắt lại, cố gắng khiến cho chính mình nhập mộng. Ở trong mộng còn không quên nói với chính mình, tất cả hết thảy nhất định sẽ như anh nghĩ, tuyệt đối sẽ như anh nghĩ như vậy. Lúc Trình Linh Thông trở về từ trên ban công, đã là 2 tiếng sau. Tần Diễn Nam sớm đã rơi vào giấc mộng, trong phòng rất ấm áp, nhưng cô lại cảm thấy còn muốn lạnh hơn trên ban công một chút. Đôi mắt sưng đỏ của cô nhìn chằm chằm Tần Diễn Nam trên giường rất lâu, mới bước đi đến bên cạnh giường. Cô nhìn chăm chú dung nhan anh ngủ say, nước mắt thật vất vả mới ngừng lại, lại lách tách rơi xuống. Cô chậm rãi quỳ ở bên cạnh giường, đưa tay ra, rất cẩn thận chạm vào gò má anh một cái. Cô nghĩ, đây sợ là lần cuối cùng trong đời cô có thể chạm vào anh đi. Dĩ Nam, thực xin lỗi, lúc trước em không nên vì đại bốt, coi anh thành công cụ, lợi dụng anh, càng không nên dùng cái gọi là đứa bé của anh mà không còn, để lừa dối với anh, thật rất xin lỗi. Thực xin lỗi. Trịnh Linh Thông không biết dưới đáy lòng của mình yên lặng lẩm bẩm bao nhiêu lần thực xin lỗi, đến cuối cùng miệng cô đều nhẹ nhàng nhấp giọng lẩm bẩm ra tiếng thực xin lỗi. Vào giây phút đầu ngón tay Trịnh Linh Thông chạm vào gò má của mình, Tần Diễn Lam liền tỉnh lại từ trong mộng. Đầu ngón tay của cô ngừng ở trên gò má anh, không hề nhúc nhích một chút nào. Cô không có phát ra một chút tiếng vang. Anh không có mở to mắt, anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, cũng không biết cô đang làm gì. Trong phòng rất an tĩnh đến lúc Tần Diễn Nam cho rằng ngón tay mảnh khảnh đặt trên gò má của mình chỉ là một ảo giác của mình. Bên tai anh chuyển tới giọng nói run rẩy của cô. Thực xin lỗi Diễn Nam. Tần Diễn Nam cảm giác được sợi dây nào đó trong đáy lòng mình giống như là bị người dùng một dao cắt đứt, thân thể đột nhiên run lên, sau đó cả người liền nín thở. Cô lẩm bẩm rất nhiều câu thực xin lỗi, lẩm bẩm đến cuối cùng giọng nói đều trở nên nghẹn ngào lên. Có lẽ cô sợ tiếng khóc đánh thức anh, luôn nhẫn nại mở miệng nói, lời nói liền xoắn đoạn, âm lượng rất nhỏ. Anh bỏ ra rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng nghe rõ ràng. Em biết anh không thích em cũng biết lúc trước anh đối tốt với em chỉ là vì trả thù em. Giọng nói của cô run rẩy lợi hại, giọng nói mang theo một tia bi thương như có như không. Tần Diễn Nam nghe đến đáy lòng có rút đau lên theo. Em càng biết thật ra anh chán ghét em, chỉ là em không trách anh, bởi vì mới bắt đầu là em không đúng, cũng bởi vì... Sau khi Trình Thanh Thông nói đến đây, ngữ khí vấp một cái, nức nở nhỏ nhiều tiếng, mới nhất nhẹ giọng nói. Em thích anh. Sở dĩ cô sẽ thích anh là vì anh từng ở trước dụ dỗ, anh đương nhiên sẽ biết cô thích anh. Còn nhớ được lúc trước ở trên sườn núi, anh từng hỏi cô một lần, cô thích anh sao? Mới bắt đầu cô hồi đáp là anh cho là em không biết. Về sau, anh uể oải lại mất mát không nên tiếng. Vậy chính xác là không thích. Cô vội vàng nói không, không phải. Hình như ngoại trừ lần anh và cô nói đến tình cảm đó, đây vẫn là lần đầu tiên cô nói với anh là cô nói yêu thích anh. Tim Tần Diễn Nam không chịu khống chế, nhảy lên điên cuồng. Em thích anh. Trình Thanh Thông vì không để cho mình khóc ra tiếng, cố ý nói rất thong thả. Có lúc còn hồi tận lực lặp lại vài chữ một lần. Giọng nói của cô đặc biệt ôn nhu, mang theo một loại ai oán tuyệt vọng không nói nên lời. Em thật sự rất thích anh. Tần Diễn Nam giống như là an tĩnh ngủ say, chỉ có một mình anh biết. Lúc này đáy lòng của anh như sấm cuộn lóng, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, không chịu nổi. Cuối cùng đầu ngón tay dừng trên gò má anh của cô cũng động tác, xẹt qua mặt mày anh rất nhẹ. Anh có thể cảm giác được đầu ngón tay của cô run rẩy đến lợi hại. Tim anh theo cử động như vậy của cô bỗng dưng bắt đầu cảm thấy đau sắc bén. Anh còn chưa tỉnh lại nên nghe được giọng nói rất nhẹ nhàng mang theo tiếng khóc nức nở của cô nói. Diễn Nam, anh biết không, thật ra em rất muốn hỏi anh một câu, anh có thể tha thứ cho em không? Nhưng mà... Anh không khắc chế được mở to mắt ra, mượn ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh thấy đáy mắt đầy ý cười của cô, có nước mắt bi thương cắt qua. Em không dám, bởi vì em sợ. Hết tập 51, cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi một tim trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.